Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 202. Người đàn ông cảm giác như bị trời đất đè chặt, không thể nào cử động, mặt hắn biến sắc, hắn hét lên, anh đã dùng pháp bảo gì? Ngô Bình, đối phó với loại rác rưởi như anh mà tôi còn phải dùng đến pháp bảo sao? Nói đi, công tử Lăng Hư ở đâu? Người đàn ông định cứng với cậu nhưng lại cảm giác có một luồng năng lượng ập vào thần hải của hắn, ý thức của hắn liền trở nên mơ hồ, tất cả ký ức đều bị moi ra. Một lúc sau, hắn đã biến thành một tên ngốc, ngã khuỵu xuống đất, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Ngô Bình đứng dậy, nói với Phương Thi Linh, cô Thi Linh, cô hãy đến Hoàng Long Sơn Trang, đến đó thì nói là tôi bảo cô đến. Phương Thi Linh, cậu Ngô, còn anh thì sao? Ngô Bình, tôi đến gặp cậu chủ Linh Hư đó thử. Phương Thi Linh, cậu Ngô, tốt hơn đừng nên đi, thực lực của hắn rất mạnh. Ngô Bình bình thản đáp, chỉ cần không phải đạo cảnh thì tôi vẫn tự tin có thể khống chế được hắn. Thôi, cô mau đi đi. Cậu nói dứt lời thì rời khỏi quán cà phê, đến thẳng chỗ của cậu chủ Linh Hư đó. Tỉnh Hải Đông nằm sát biển, gần biển có một hòn đảo, diện tích hơn 100 km vuông, tên là đảo Ngọc La. Trên đảo Ngọc La từng có mấy ngàn hộ ngư dân sinh sống, nhưng giờ tất cả các ngư dân đều không thấy đâu, chỉ thấy có rất nhiều nhà cửa được xây dựng. Có đến mấy ngàn gian nhà trên đảo, những khu vực còn lại đều là vườn hoa. Đảo có bãi biển đẹp dài gần mười mấy km, lúc này, trước bãi biển có một người đàn ông mặc áo caro hoa đang nằm trên ghế tắm nắng, bên cạnh có đến mười mấy cô gái xinh đẹp đang vây quanh. Người đàn ông nheo mắt, gối đầu trên hai cánh tay, nhìn lên mặt trời trên cao. Ánh sáng mặt trời rất chói mắt nhưng hắn lại không sợ. Ế, sao trên biển lại có người đang đi bộ thế? Lúc này, một cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn bỗng hét lên. Người đàn ông nhìn xuống thì thấy đúng là có người đang đi trên sóng. Lúc đầu khoảng cách còn xa, nhưng chớp mắt thì chỉ còn cách hắn mấy trăm mét, chớp mắt thêm cái nữa thì người đó đã đến bãi biển trước mặt người đàn ông đó không xa. Người đó chính là Ngô Bình, giày của cậu lại không hề ướt. Anh là cậu chủ Linh Hư sao? Ngô Bình hỏi. Cậu chủ Linh Hư bình thản nói, anh là người đã lấy được phi kiếm đó sao? Là tôi, Ngô Bình gật đầu, anh đã giết sạch nhà họ Phương, tôi đến để đòi lại công bằng cho những người đã chết oan. Công bằng, người đàn ông cười ha ha thật to, trên đời này có công bằng sao? Công bằng ở trong lòng người, chuyện tôi làm chính là công đạo, Ngô Bình nói xong thì chỉ tay. Huyền ảnh của cậu bỗng chạy vào trong bóng của đối phương, nhưng cậu đã ngây ra khi biết bóng của đối phương trống rỗng. Hay nói cách khác, người đó không có bóng, bóng của hắn là giả. Cậu chủ Linh Hư cười khẩy, dùng bóng để tấn công tôi. Nhưng đáng tiếc là bóng của tôi đã bị tôi luyện mất hẳn từ lâu rồi. Hắn lấy ra một chiếc hộp sắt, mở nắp hộp có khắc phù điêu cổ bên trên ra, phía trong là ba con búp bê được xếp ngay ngắn. Ba con búp bê này không giống nhau, một con cầm kiếm, một con cầm đao, một con đánh quyền nhưng vóc dáng lại to nhất. Hắn lấy con búp bê cầm kiếm ra, ném về phía Ngô Bình. Con búp bê bỗng biến lớn lên trên không trung rồi lập tức vung kiếm, đâm về phía cậu. Ngô Bình né người, lùi về sau, cậu khá dè dặt khi chưa nhận ra được thứ đó là gì. Cậu chủ Linh Hư bình thản nói, đấy là con rối thiên võ, mỗi con đều có thể giết chết cao thủ thân thông tầng 10, anh có thể cầm cự được bao lâu? Ngô Bình cầm kiếm thất tinh Long Uyên, trong đầu hiện lên vô số chiêu thức thích khách và kết hợp với những thủ pháp mà cậu đã biết. Kiếm quang vụt qua. Biến thành một dải sáng, muốn chém nứt đầu Ngô Bình, cậu né người, lùi về sau, kiếm thất tinh Long Uyên trong tay cậu chém vào cổ tay của con rối từ một góc độ lạ. Con rối được tạo thành vật liệu rất quý hiếm, thần binh sắc bén cũng khó làm nó bị thương. Có điều, Ngô Bình đã dùng đến sức mạnh của thái cổ ma điệp và thất tinh trảm đạo, cộng thêm cả kiếm sắc bén của trảm đạo thập tam kiếm, vì vậy đòn này có sức mạnh rất lớn. Rắc, con rối chắc cứng đã bị chém nứt cổ tay. Sau đó kiếm quang vút qua, đầu của con rối liền rơi xuống đất. Thật ra tất cả những chuyện này đều chỉ xảy ra trong tích tắc, cậu chủ Linh Hư tái mặt, nói, xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Hắn nói xong thì ném con rối thứ hai ra, nhưng con rối này vừa được ném ra thì Ngô Bình đã tiếp cận ngay và chém nó rơi xuống đất. Chỉ thích thiên nhai. Đối phương cười khinh miệt, đột nhiên có một bức màn ngăn cách giữa Ngô Bình và hắn. Bức màn ngăn cách đó có vẻ rất mỏng nhưng lại khiến hai người cách xa nhau đến ngàn vạn dặm.
Kiếm của Ngô Bình chém lên trên bức bình phong nhưng lại chật. Thế là cậu chém liên tục hết lần này đến lần khác. Cậu chủ Linh Hư đắc ý nói, thần thông chỉ thích thiên nha của tôi thế nào hả? Ngô Bình chém 7 lần thì dừng lại, bình thản nói cũng chẳng ra sao cả. Mặt cậu chủ Linh Hư tối sầm, anh cũng già mồm lắm. Cậu chưa dứt lời thì một luồng kiếm quang đáng sợ đã chém lên người hắn, kiếm quang quá nhanh, mang theo uy lực kinh người. Cậu chủ Linh Hư liền lấy một tấm chắn cực lớn màu bạc chắn trước người. Keng keng keng, 7 luồng kiếm quang lần lượt chém xuống, kiếm đầu tiên đã khiến tấm chắn rạn nứt, cậu chủ Linh Hư lùi về sau 3 bước. Kiếm thứ hai với sức mạnh gấp 10 lần kiếm thứ nhất, tấm chắn không thể chống đỡ nổi, nát vụn ngay lập tức. Cậu chủ Linh Hư lập tức lùi về sau, hắn bóp nát một miếng ngọc phù, một luồng sáng bao trùm lấy hắn rồi cuốn lên không trung. Ngô Bình cách xa hắn, muốn ngăn cản cũng không kịp nên chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn bỏ chạy. Cậu đưa tay ra tóm, một tu sĩ cảnh giới thần thông đã bị sức mạnh đáng sợ hút vào tay cậu, cậu lạnh lùng nói cậu chủ Linh Hư đó là người thế nào. Người đó là người đi theo bên cạnh cậu chủ Linh Hư, mắt to mày rậm, tầm 20 tuổi, trông khá trung thực, hắn mặc đồ đen, lúc này hắn không thể cử động, mặt mày tái mét, nói, đừng giết tôi sẽ nói hết, cậu chủ Linh Hư là Tả Lăng Hư. Tả Lăng Hư, trong đầu Ngô Bình xuất hiện một số thông tin, cậu biết người này là người đã tạo ra tiên giới Lăng Hư, cũng từng là người đứng đầu bảng xếp hạng của Thiên Khuyết Đại Tiên. Dưới 10 tiên giới lớn còn có không ít tiên giới bình thường. Tiên giới Lăng Hư là một trong số đó, hắn là người tạo ra tiên giới nên thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn là chủ nhân của tiên giới mà chạy đến phàm giới làm gì? Tả Lăng Hư đầu thai lại phàm giới, vì trong lúc đột phá cảnh giới hỗn độn đã gặp rắc rối, hắn cần phải ở trong phàm giới để tìm cơ hội đột phá. Anh biết Tả Lăng Hư sẽ chạy đi đâu không, cậu hỏi. Hắn có rất nhiều chỗ ẩn nấp, tôi cũng không rõ lắm. Người đó nói với vẻ đáng thương. Tại sao Tả Lăng Hư muốn có được bộ phi kiếm đó của nhà họ Phương? Hắn muốn làm gì? Nghe hắn nói hắn muốn có được vương tỏa kiếm đạo, khi thu thập đủ phi kiếm thì sẽ có thể nâng cao tỷ lệ thành công của việc luyện hóa vương tỏa kiếm đạo. Ngô Bình nhếch mày, vương tỏa kiếm đạo. Cậu tu luyện kiếm phổ vô thượng thì vương tỏa kiếm đạo đã là thứ trong lòng bàn tay cậu rồi, không ngờ người này lại muốn giành. Hắn đã thu thập được bao nhiêu phi kiếm rồi? Sao ít nhất cũng được mấy ngàn cây rồi? Tất cả đều là kiếm quý. Người đó nói. Hắn biết cách tìm ra vương tỏa kiếm đạo không? Tả Lăng Hư, nửa năm sau, vương tỏa kiếm đạo sẽ xuất hiện ở tiên giới vạn kiếm, đến lúc đó sẽ có vô số cao thủ xuất hiện để tranh giành, cậu chủ Linh Hư đang chuẩn bị cho thời khắc đó. Ngô Bình chau mày, không phải nói vương tỏa kiếm đạo chỉ khi có được sự cho phép của các vương tộc khác mới có thể tiếp cận được sao? Người đó nói với vẻ hiểu rất rõ về vương tỏa kiếm đạo. Tôi là tu sĩ của tiên giới vạn kiếm, tổ tông từng đặc biệt nghiên cứu về vương tỏa kiếm đạo. Vương tỏa kiếm đạo khác với những vương tỏa khác, cứ 1000 năm nó sẽ xuất hiện một lần và tự chọn chủ nhân. Có điều giây phút được vương tỏa kiếm đạo chọn chúng cũng chính là thời khắc nguy hiểm ập đến. Sức mạnh khủng khiếp của vương tỏa kiếm đạo không phải tu sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Ngoài ra, một khi có người muốn có được vương tỏa kiếm đạo thì những người khác cũng sẽ cùng tấn công người đó. Khi người được vương tỏa kiếm đạo công nhận chết đi, vương tỏa sẽ chọn lại chủ mới. Ngô Bình, thế chất như thế nào mới có thể chịu đựng nổi vương tỏa kiếm đạo? Phải tu luyện một bộ kiếm phổ cực kỳ lợi hại, luyện ra được kiếm khí vô thượng trong cơ thể. Ngoài ra tu vi của người tu hành tốt nhất nên đạt đến cảnh giới phản pháp của thần thông tầng 3. Cảnh giới quá cao hoặc quá thấp đều không có lợi cho việc luyện hóa vương tỏa. Ngô Bình, thì ra là vậy. Xem ra nửa năm sau sẽ có rất nhiều người đi thử vận may. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đó, khu vực đó sẽ bị các vương tộc lớn liên kết phong tỏa, nếu không có quan hệ hoặc nộp phí cao thì sẽ không thể nào vào được. Ngô Bình chau mày, xem ra những vương tộc này không hề muốn người ngoài có được vương tỏa kiếm đạo. Vậy nếu là đệ tử của kiếm đường Chí Tôn thì sao? Cậu có tín vật trong tay. Có thể trở thành đệ tử tinh anh của kiếm đường Chí Tôn bất cứ lúc nào. Người đó liếc nhìn Ngô Bình, nếu là đệ tử tinh anh thì đương nhiên sẽ có tư cách tham gia rồi. Dù gì thì kiếm đường Chí Tôn cũng là đấng tối cao trong tiên giới vạn kiếm. Ngô Bình, anh có thể cút rồi đấy. Ngô Bình phất tay, quyết định tha mạng cho anh ta. Người đó chớp mắt, đột ngột quỳ xuống đất, tôi là Xích Huyền Tử,
là đệ tử tinh anh của Tứ Hải Kiếm Tông, tiên giới vạn kiếm, từ nay tình nguyện đi theo bên cạnh công tử. Biểu hiện của người đó khiến Ngô Bình khá bất ngờ, anh ta nói, anh muốn đi theo tôi. Xích Huyền Tử, thực lực, khí chất của công tử vượt xa cậu chủ Linh Hư, chim khôn chọn cành mà đậu, tôi quyết định từ nay về sau sẽ đi theo bên cạnh công tử. Đương nhiên Ngô Bình không thể nào tin tưởng một người chỉ mới gặp lần đầu, hơn nữa, trước đây anh ta còn là thuộc hạ của đối thủ, cậu bình thản nói anh muốn tôi làm sao để tin tưởng anh đây. Xích Huyền Tử nị ông tử có thể dùng cấm chế trên người tôi, nếu tôi bất trung thì anh có thể lập tức giết chết tôi. Ngô Bình ừ một tiếng, nếu anh đã kiên quyết như vậy thì tôi có thể tạm thời giữ anh lại bên cạnh. Xích Huyền Tử vui mừng, cảm ơn công tử. Sau đó anh ta nói, công tử, nửa năm gần đây Lăng Hư công tử đó luôn ở trên đảo này, mục đích là muốn có được một báu vật trên đảo. Chỉ có điều còn 2 tiếng đồng hồ nữa dị bảo đó mới xuất hiện thì công tử đã đến mất rồi. Ngô Bình hứng thú, bảo bối gì? Chân thủy. Chân thủy, trong đầu Ngô Bình xuất hiện ký ức có liên quan. Chân thủy là mẹ của những nguồn nước trên thế gian. Một giọt chân thủy có thể biến thành đại dương bao la, hơn nữa, chân thủy còn có sức mạnh to lớn của nước mà nước bình thường không có được. Nơi có thể sinh ra được chân thủy chỉ có mắt biển, hơn nữa số lượng chân thủy cũng có hạn. Cậu liền hỏi, có bao nhiêu chân thủy? Đấy là một mạch nước vừa xuất hiện, đến cả cậu chủ Linh Hư cũng không biết nó có bao nhiêu chân thủy, nhưng chắc chắn sẽ không ít đâu. Nếu không thì với thân phận của anh ta, sao có thể khổ sở ở đây chờ đợi đến nửa năm? Một bước cũng không rời. Xích Huyền Tử lại nói thêm, tốt nhất công tử nên nhanh tay lên, nhất định cậu chủ Linh Hư sẽ không cam. Âm từ bỏ, nhất định sẽ quay lại đây. Nếu anh ta quay lại thì chắc chắn sẽ mang theo vũ khí để đối phó công tử. Ngô Bình, dẫn đường đi. Xích Huyền Tử liền đi trước, hai người họ đến một ngọn núi nhỏ ở giữa đảo. Trên đỉnh núi có một mạch nước, nước khoáng màu xanh biếc từ bên trong tuôn ra, khí nóng bốc lên nghỉ ngút. Ngô Bình truyền thần niệm vào trong thì phát hiện nguồn nước đó liên kết với đáy biển sâu, dường như đang có thay đổi kinh thiên động địa diễn ra ở đó. Cậu liền bay lên không trung, thi triển phép nghịch chuyển thời gian trong cửu dương hóa cấm, lập kết giới trên không trung. Nếu có người vào trong thì sẽ bị kéo vào trong trận khi nào không biết và không thể kịp thời ra khỏi đó. Cậu bố trí cấm chế hết gần một tiếng, sau khi ổn thỏa hết thì Ngô Bình lặng lẽ ngồi xuống bên mắt nguồn, chờ đợi chân thủy sinh ra. Nửa tiếng sau, 3 bóng người vút đến, vội vã đáp xuống vị trí của Ngô Bình. Nhưng cả 3 đều vào trong kết giới thời gian mà cậu đã bố trí và lập tức dừng lại ở bên trong, như một khung cảnh được định sẵn. Ngô Bình liếc nhìn rồi tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng thời gian cũng đã đến, một giọt nước bắn ra khỏi mắt nguồn, được bao bọc trong hơi nước, dường như có vô số thế giới ảo xuất hiện bên trong. Cậu lập tứ đưa tay bắt lấy chân thủy rất nặng, một giọt có thể hóa thành đại dương. Nó vừa chạm vào bàn tay của Ngô Bình thì liền biến thành hơi nước, xuyên vào huyền mạch trong cơ thể cậu. Huyền mạch đó kết hợp với nước, chân thủy đó liền biến thành một dòng nước mát lạnh, chảy trong huyền mạch. Sau đó, giọt chân thủy thứ 2 xuất hiện, Ngô Bình vẫn bắt được. Cứ như thế, cách 2 giây là lại có một giọt chân thủy xuất, sau khi Ngô Bình bắt được hơn 5.000 giọt chân thủy thì huyền mạch của cậu đã bị chiếm đến 1/4, nó chảy bên trong như một con sông lớn, rất khủng. Hơn nữa, sức nước thông với kinh mạch thông qua huyền mạch, bắt đầu tôi luyện cơ thể cậu, khiến cơ thể cậu được bao bọc bởi một lớp hơi nước huyền diệu, lớp hơi nước đó ngưng tụ thành vô số phù văn kỳ ảo. Khá lắm, nếu tôi mà tu luyện thần thông thủy hệ thì nhất định sẽ phát huy được uy năng gấp mấy lần nữa. Khi chân thủy không còn xuất hiện nữa thì Ngô Bình dùng thần niệm quan sát, phát hiện dị tượng dưới đáy nước đã biến mất, cậu lập tức dắt theo Xích Huyền Tử rời khỏi đó. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, đến khi trời tối thì 3 người đang dừng lại trên không trung mới tiếp tục đáp xuống. Nhưng lúc họ đáp xuống đỉnh núi thì mặt mày ai cũng biến sắc. Chuyện gì thế này, trời tối từ lúc nào thế? Họ đi đâu hết rồi? Một người đàn ông áo tím hỏi. Cậu chủ Linh Hư nói với vẻ mặt vô cùng khó coi, chúng ta đã trúng kế của đối phương, bây giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, chân thủy đã bị lấy mất rồi. Người đàn ông áo xanh lo lắng, vậy phải làm sao? Đây, chân thủy là chìa khóa để chúng ta vào thiên nhất thủy phủ của thủy linh giới mà. Tôi biết anh ta là ai, anh ta chạy không thoát được đâu. Cậu chủ Linh Hư nghiến răng, chuẩn bị đi, chúng ta lập tức đi tìm anh ta. Lúc này Ngô Bình đã về Hoàng Long Sơn Trang,
hơn nữa đã kịp thời nói chuyện với Thái Hoàng giáo, đặc biệt là ba vị sư phụ. Lúc ba vị kiếm lão biết đồ đệ của mình đã đắc tội với Tả Lăng Hư chuyển thế thì cảm thấy bất an, để bảo vệ cậu, Thẩm Huyền Tông đã đích thân đến. Lúc đó Ngô Bình không xung đột trực diện với đối phương, chỉ sợ đối phương có tuyệt chiêu. Cậu cũng là người có chỗ dựa, lúc cần dùng đến thì đương nhiên là phải dùng rồi. Trong một biệt viện ở Hoàng Long Sơn Trang, Thẩm Huyền Tông ngồi trong phòng khách, Ngô Bình rót trà cho anh ta. Thẩm Huyền Tông cười he he, nhìn đồ đệ của mình, trong lòng cảm thấy rất vui. Ngô Bình lĩnh ngộ được kiếm phổ vô thượng là niềm tự hào lớn nhất trong đời của ba người họ. Thanh Chi cũng đến góp vui, đứng bên cạnh pha trà rót nước như một cô hầu ngoan ngoãn. Thẩm Huyền Tông cười, nói, đứa trẻ này có huyết mạch chi tiên, đúng là hiếm thấy. Ngô Bình, đúng thế sư phụ, bố của Thanh chỉ là nhân chỉ, cô ấy còn có thiên phú cấm yêu, năm giác quan rất nhạy cảm. Thẩm Huyền Tông suy nghĩ một lúc rồi nói, thầy có một người quen cũ, nếu Thanh chỉ có thể nhận cô ấy làm thầy thì sẽ là chuyện tốt cho cả hai bên. Là ai ạ? Ngô Bình vội hỏi. Cửu Mộc đạo nhân, Thẩm Huyền Tông, tu vi của người này còn trên cả thầy, cũng là một thầy luyện đan. Ngô Bình cười nói với Thanh chỉ, Thanh chi, cơ hội hiếm có, cô nhất định phải nắm lấy. Thanh chỉ sống ở cấm địa thượng cổ đã lâu, cũng không tin tưởng người ngoài như Ngô Bình, cô ấy hỏi, vậy sau khi tôi bái sư, có thể gặp cậu được không? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể đến tìm tôi, sau này biệt thự Hoàng Long chính là nhà của cô. Lúc này Thanh chỉ mới hài lòng, nói, vậy tôi thử xem sao. Lúc này, Ngô Bình nói đến Tả Lăng Hư, Thẩm Huyền Tông nói, Tả Lăng Hư đã đến vương tọa kiếm đạo, nhưng anh ta cũng không biết, trên thế giới này có người lĩnh ngộ được vô thượng kiếm khúc rồi. Ngô Bình, về chuyện vương tọa kiếm đạo, vi sư vẫn chưa kịp báo cho. Cậu, hôm nay đúng lúc nói cho cậu biết nguyên nhân và cơ hội lần này. Thẩm Huyền Tông nói, người mở vạn kiếm tiên giới là một đại năng đến từ thế giới bên ngoài. Thế nhưng, đại năng đó sau khi ở vạn kiếm tiên giới thì đã hòa nhập vào giới này. 300 năm sau, vương tọa kiếm đạo hình thành, vô số người muốn có được nó, nhưng đều không thể thành công. Chúng ta đoán, vương tọa kiếm đạo có thể chính là ý chí của vị đại năng kia ngưng tụ mà thành. Lần này vương tọa xuất thế chọn chủ, cậu có ưu thế rất lớn, bởi vì bộ vô thượng kiếm khúc, chỉ có cậu thật sự lĩnh ngộ được thôi. Ngô Bình, sư tôn không thử sao? Thẩm Huyền Tông lắc đầu, ba người chúng ta đã lĩnh ngộ được một phần, còn cậu thì khác, cậu có thể dựa vào sức một mình lĩnh ngộ được toàn bộ vô thượng kiếm khúc. Hơn nữa cậu còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, sẽ càng nắm chắc hơn, nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà xem nhẹ những đối thủ khác. Ngô Bình, sư tôn, tôi nghĩ có thời gian thì sẽ đến Chí Tôn kiếm đường một chuyến, chỉ có như vậy mới có tư cách tham gia và cạnh tranh. Có thể. Thẩm Huyền Tông cân nhắc mấy giây, lấy một chiếc khăn tay màu trắng có thêu đóa hoa hồng. Ông ấy nhìn khăn tay rồi nói, đến bên đó rồi, cậu cầm vật này đi gặp Hồng Liên kiếm tôn trong thập đại kiếm đạo của Chí Tôn kiếm đường. Ngô Bình, quan hệ giữa Liên Hồng kiếm tôn và sư phụ rất tốt sao? Thẩm Huyền Tông khẽ cười, xem như thừa nhận, nhưng ông ấy cũng không nói cụ thể hai người có quan hệ gì. Ngô Bình nhận khăn tay, nói, sư tôn, Tả Lăng Hư, khai phá một phương tiên giới. Tu vi của ông ấy so với sư tôn thế nào? Thẩm Huyền Tông cũng là một trong các kiếm đạo chí tôn, có thể có được danh xưng này, tu vi chắc chắn đã là đạo cảnh, cách mở tiên giới không còn xa nữa. Vi sư đạo cảnh bát trọng, nhưng vì năm đó bị thương nên tu vi giảm xuống đạo cảnh ngũ trọng. Tiên giới tôi khai phá lúc đầu cũng vì vậy mà sụp đổ, nên cũng không thể sánh bằng Tả Lăng Hư thời kỳ đỉnh cao. Nhưng tu vi của vi sư đang khôi phục. Trong vòng 5 năm có thể khôi phục thời kỳ đỉnh cao. Đến lúc đó có thể dựa vào những gì lĩnh ngộ từ vô thượng kiếm khúc, ba người vi sư chúng ta có thể trấn áp được Tả Lăng Hư. Ngô Bình, Tả Lăng Hư này không biết có ý định gì, chủ tiên giới đang làm tốt thì không làm, cứ chạy đến giới thế tục sống cuộc đời mới. Tu luyện trong giới thế tục, cơ duyên càng lớn, căn cơ càng sâu. Hơn nữa, có thể anh ta có mưu đồ lớn hơn, vương tỏa kiếm đạo chỉ là một trong số đó. Thẩm Huyền Tông suy nghĩ, Ngô Bình, nếu có cơ hội, cậu chém cậu chủ Linh Hư đi. Ngô Bình chớp mắt, chém anh ta có điểm gì tốt sao? Thẩm Huyền Tông, cậu chủ Linh Hư này có vận khí rất lớn, chém anh ta thì vận khí sẽ bị cậu hấp thu luyện hóa. Ngô Bình, người này là đã chuẩn bị kỹ càng, muốn chém anh ta không dễ dàng, cần phải tìm một cơ hội.
vậy thì lúc tranh giành vương tỏa kiếm đạo, thuận ai giết chết người này. Ánh mắt Thẩm Huyền Tông lóe lên, vương tỏa kiếm đạo, nhất định phải giành lấy. Đến lúc đó, con cháu sau này của cậu chính là vương tộc. Ngô Bình, vâng. Ngay lúc này, hàng loạt sát khí giáng xuống biệt thự Hoàng Long, Thẩm Huyền Tông khế vung tay trái, năm luồng kiếm khí phóng ra. Kiếm khí này, bay đến tận chân trời, chạm đến âm tỷ địa phủ, phóng ra sát khí hung hãn. Mấy bóng người trên không nhìn thấy mấy luồng kiếm khí này, vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Cậu chủ Linh Hư cũng ở trong đó, sắc mặt anh ta khó coi, nói, nơi này vậy mà lại có kiếm đạo chí tôn trấn giữ, đáng chết. Rốt cuộc anh ta là ai? Bên cạnh anh ta, một thanh niên thở dài, nói chung đừng chọc giận anh ta, nếu không sẽ phá hư chuyện lớn của chúng ta. Cậu chủ Linh Hư hung hãng nói, cứ để anh ta sống thêm nửa năm. Đợi tôi lấy được vương tỏa kiếm đạo, nhất định sẽ giết cả chín tộc nhà anh ta. Thẩm Huyền Tông thu hồi kiếm quang, thản nhiên nói, bọn họ đã bị dọa sợ rút đi rồi. Ngô Bình, sư tôn sao không đuổi giết mấy người này? Thẩm Huyền Tông, cận kề cái chết, sức mạnh của bọn họ sẽ thức tỉnh, đến lúc đó cục diện khó mà giải quyết. Nói đến đây, ông ấy nhìn Ngô Bình, cậu và anh ta, thật ra cũng có chút giống nhau. Ngô Bình chợt giật mình, nói như vậy, quả nhiên bản thân cậu cũng là sống lại. Cậu yên tâm, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không đến nữa đâu. Thời gian này, cậu phải mau chóng nâng cao tu vi, chuẩn bị tốt để giành lấy vương tỏa kiếm đạo. Ngô Bình gật đầu, vâng, đệ tử đã hiểu. Thẩm Huyền Tông hiếm khi đến giới thế tục một lần, ở lại biệt thự Hoàng Long mấy ngày. Mấy người Liễu Kim Long, Nghiêm Thạch Lãnh biết được có vị đại lão đạo cảnh ở đây, đều lớn gan đến hỏi mấy vấn đề. Thẩm Huyền Tông cũng rất dễ nói chuyện, kiên nhẫn giải đáp, giúp mấy người họ được lợi rất nhiều. Mấy hôm nay, Ngô Bình cũng tiếp tục tu luyện cửu chuyển hóa cấm huyền công. Trong thân thể cậu đã ngưng tụ được cửu dương hóa cấm đại trận hoàn chỉnh, hơn nữa đã mở được nhân bí đồ hoàn chỉnh. Lúc này, cậu đã hoàn thành mục tiêu tu luyện tầng thứ ba. Tầng thứ ba cửu chuyển hóa cấm huyền công là luyện hóa hoàn toàn hai loại cấm kỳ tiểu thiên trở lên. Trước đó, Ngô Bình đã luyện hóa sức mạnh cấm kỳ mục nát, lúc này cậu chỉ cần lấy chân phù cấm kỳ này chuyển vào trong pháp khiếu là được. Sau đó, chính là sức mạnh cấm kỳ nghịch chuyển thời gian, nó vẫn luôn ở trong pháp khiếu. Thế nhưng, tiếp theo Ngô Bình phải lấy sức mạnh này ngưng tụ thành chân phù. Chỉ khi luyện hóa thành chân phù thì nó mới có khả năng phát huy uy lực mạnh nhất, sử dụng tự nhiên. Luồng sức mạnh này rất huyền diệu, ngưng tụ thành chân phù rất khó, Ngô Bình đã mất mấy ngày cũng chỉ có thể tiến triển được một chút. Mắt thấy hiệu quả không lớn, câu chuyển sang tu luyện phúc nhân bí đồ thứ hai, cửu cung thiên cơ đồi. Sở dĩ tu luyện đồ này là vì thất tinh trảm đạo đồ và cửu cung thiên cơ đồ hỗ trợ lẫn nhau. Theo kinh nghiệm người trước, lời của Lâm Lãnh Thiền, cửu cung thiên cơ đồ có thể giúp uy lực của thất tinh trảm đạo đồ tăng gấp 2 hay gấp 3, còn thất tinh trảm đạo đồ thì có thể giúp hiệu quả của cửu cung thiên cơ đồ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, phối hợp với cửu cung thiên cơ đồ tốt nhất, phải kể đến tiên thiên bát quái đồ. Cửu cung bát quái có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng lên gấp 10 lần, tăng thêm hiệu quả. Thế nhưng, năm đó Lâm Lãnh Thiền cũng chưa làm được chuyện cùng tu luyện hai đồ này, bởi vì độ khó rất cao. Ngoài ra, tiên tiên bát quái đồ cũng là mơ tưởng của các thánh hiền, chưa từng có ai thực hiện được nó. Vì vậy, trước mắt Ngô Bình chỉ có thể tu luyện cửu cung thiên cơ đồ trước. Ngoài ra, một nguyên nhân khác Ngô Bình tu luyện cửu cung thiên cơ đồ là vì nó và cửu dương hóa cấm đồ dùng chung bốn bí khiếu trung tâm. Về phần hai đồ này có thể hỗ trợ nhau hay không, cậu cũng không rõ, dù sao Lâm Lãnh Thiền cũng chưa nhắc tới. Nhưng theo cậu đoán thì cửu cung thiên cơ đồ giúp tăng hiệu quả của cửu dương hóa cấm đồ có lẽ vượt xa thất tinh trảm đạo đồ, dù sao hai thứ này cũng dùng chung bốn bí khiếu trung tâm. Cửu cung thiên cơ đồ cũng cần phải mở cửu đại bí khiếu, ngoài bốn bí khiếu trung tâm dùng chung với cửu dương hóa cấm đồ, còn có năm bí khiếu truyền thừa, Ngô Bình cần phải mở được bọn chúng. Sau nửa ngày, Ngô Bình đã khởi động được bí khiếu truyền thừa thứ nhất của cửu cung thiên cơ đồ. Đang định khởi động bí khiếu thứ hai thì Thẩm Huyền Tông ra ngoài dạo bỗng quay về, nói với Ngô Bình, hãy nghe được một số thông tin, phủ thiên nhất thủy sắp. Khởi động, chân thủy mà con có được là chìa khóa để vào đó, thầy nghĩ con nên đến đó một chuyến, thử vận may xem sao. Ngô Bình tò mò hỏi, sư phụ, phủ thiên nhất thủy là nơi thế nào? Ở thủy linh giới là một thế giới khá đặc biệt trong linh giới,
nó được Linh Vương sinh ra từ nước trời tạo ra, Phủ Thiên Nhất Thủy đó là nơi tu luyện của Linh Vương. Linh Vương vẫn còn trong Thủy Phủ sao? Ngô Bình hỏi, cậu cảm thấy vị Linh Vương này rất đáng sợ. Thẩm Huyền Tông, đương nhiên là ở bên trong rồi. Có điều Linh Vương đang ngủ say, chỉ cần con không tiếp xúc với ông ta thì ông ta sẽ không tỉnh giấc. Bên trong có rất nhiều bảo bối, từ xưa đến giờ đã có rất nhiều thiên tài kiếm lợi được từ chỗ đớ. Ngô Bình vừa nghe thấy có bảo bối thì hai mắt sáng rỡ, sư phụ, có những bảo bối gì? Thẩm Huyền Tông, đều là những bảo bối hệ nước, chẳng hạn như thủy tinh đan hay thiên nhất chân thủy, loại nào cũng có giá trị liên thành. Có điều những thứ này đều có linh tính, muốn có được chúng rất khó. Một số người dù đã vào được thủy phủ nhưng vẫn về tay không. Ông ta nói thêm, trong thủy phủ có một thanh kiếm tên Nhu Thủy, là mẹ của vạn kiếm. Ai có được nó thì rất có khả năng sẽ được vương tỏa kiếm đạo chọn. Ngô Bình chau mày, sư phụ, nếu có người có được kiếm Nhu Thủy, con và người đó cùng xuất hiện thì vương tỏa kiếm đạo sẽ chọn ai? Thẩm Huyền Tông suy nghĩ một lúc rồi hỏi, 50-50. Ngô Bình trầm ngâm, nói, xem ra cậu chủ Linh Hư ngồi chờ chân thủy cũng vì để vào được thiên nhất phủ, có được kiếm Nhu Thủy. Thẩm Huyền Tông, người đó có dã tâm rất lớn, kế hoạch của anh ta liên kết với nhau, còn phá hoại một bước đi của anh ta thì những kế hoạch sau đó của anh ta đều phải thay đổi. Ngô Bình, đương nhiên con sẽ không để anh ta được thoải mái. Thẩm Huyền Tông, thủy linh giới rất khó vào, chỉ có người có thủy phù mới có thể ra vào tự nhiên. Ông ta lấy ra một lá bùa đó trông như một dòng nước, màu xanh nhạt, di chuyển trong lòng bàn tay của ông ta, phát ra ánh sáng mờ mờ. Đây là thủy phù, thầy đã xin được từ một người quen. Giờ con hãy cầm nó đến thủy linh giới một chuyến đi. Ngô Bình, sư phụ, đường đến thủy linh giới đi như thế nào? Thẩm Huyền Tông, để thầy đưa con qua đấy. Sư phụ không vào trong sao? Thẩm Huyền Tông lắc đầu, thân phận như thầy. Nếu vào trong thì sẽ thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn, vậy sẽ không có lợi cho con. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, đợi thêm vài ngày nữa, con còn phải chuẩn bị. Thứ mà cậu muốn chuẩn bị là đả thông bí khiếu duyên thừa thứ 5 của cửu cung thiên cơ đồ, vì đả thông được cửu khiếu thì cậu sẽ có thể thi triển được đại trận cửu cung. Trận này không chỉ có thể tăng sức mạnh của cửu dương hóa cấm mà còn có thể ngưng tụ ra một loại chân phù huyền diệu, cửu cung thiên cơ phù, là một loại thuật bói toán cực kỳ lợi hại. Có điều Ngô Bình cảm thấy cửu dương hóa cấm đồ có thể sẽ khiến cửu cung thiên cơ phù biến chất, đấy mới là điều mà cậu quan tâm thật sự. Đả thông năm bí khiếu truyền thừa lớn của cửu cung thiên cơ đồ không phải chuyện quá khó, ít ra thì cũng dễ hơn việc đả thông bí khiếu của cửu dương hóa. Cấm đồ nhiều, vì vậy cậu mất chưa đến 3 ngày thì đã khởi động được năm bí khiếu truyền thừa lớn. Lúc này, 9 loại bí lực thần cấp xung chuyển trong 9 bí khiếu, thế là pháp khiếu thứ 3 của Ngô Bình đã được sinh ra. Tên là cửu cung pháp khiếu. 9 loại bí lực thân cấp hòa vào trong pháp khiếu, trở thành một bí lực hoàn toàn mới, bí lực này ngưng tụ thành bí ấn trong pháp khiếu, kết thành chân phù. 2 ngày trôi qua, một sức mạnh huyền diệu ép ra 9 loại bùa thần quang khổng lồ, xuất hiện trong pháp. Khiếu của Ngô Bình, lá bùa này chính là cửu cung thiên cơ phù, có thể hỏi được thiên cơ, cắt được âm dương, phân biệt được thật giả. Cửu cung thiên cơ phù vừa xuất hiện thì khí tức của Ngô Bình đã trở nên vô cùng yếu ớt, khiến người khác không thể nhìn ra được tu vi của cậu, không nhớ được diện mạo của cậu. Hơn nữa, trong thiên hạ cũng không có ai có thể tính toán được quá khứ và tương lai của cậu, tất cả mọi thứ của cậu đều trở nên hỗn độn, mơ hồ, khó điều tra. Lúc cửu cung thiên cơ đồ được hoàn thành, sức mạnh nghịch chuyển thời gian của cửu dương hóa cấm đồ cũng di chuyển vào cửu cung thiên cơ đồ. Được cửu cung thiên cơ hấp thụ. Vài giây sau, cửu cung thiên cơ phù dung chuyển, bên trong nó đang xảy ra thay đổi kỳ diệu, nó đang lột xác. Rõ ràng đây là một quá trình rất dài, Ngô Bình không chờ đợi nữa, cậu nhờ Thẩm Huyền Tông đưa mình đến thủy linh giới. Thẩm Huyền Tông phất tay một cái, hai người liền vào trong một đường hầm không gian, chỉ một lát họ đã đến nơi tận cùng của vũ trụ. Trước mặt họ có một màn nước, sau lưng màn nước là cảnh tượng kỳ lạ. Cứ như có hàng vạn thế giới đang ẩn hiện. Thẩm Huyền Tông nói, đây là lối vào của thủy linh giới, muốn đến đây thì bắt buộc phải có người có cảnh giới đạo cảnh đi cùng. Ngô Bình liếc nhìn rồi vái chào Thẩm Huyền Tông, nói, sư phụ, đệ tử vào xem thử thế nào. Cậu lấy thủy phù ra, đi thẳng về phía màn nước, nhờ có tác dụng của thủy phù, cơ thể cậu lập tức hòa vào. Trong, ngay lập tức,
Cậu vào trong một đường hầm bằng nước, cơ thể bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, không gian xung quanh cũng méo mó theo. Nửa phút sau, cậu đột nhiên xuất hiện giữa không trung rồi rơi vù xuống đất. Cậu cố giữ thăng bằng, từ từ đáp xuống một bãi cát trắng. Chân cậu vừa chạm cát thì bên dưới đã có rất nhiều nước chảy ra, dường như nước đó có sinh mệnh, cứ bò lên theo chân cậu. Nước ở thế giới bên ngoài đều chảy từ cao xuống thấp nhưng ở đây thì lại khác, nước đều không có hướng, hơn nữa còn tự động tiếp cận vật thể. Trong cơ thể người cũng có nước, sau khi loại nước này tiếp xúc với Ngô Bình thì bắt đầu trao đổi với nước trong cơ thể cậu. Ngô Bình không biết làm vậy có hại gì không, cậu lập tức dùng sức mạnh hất nước ra rồi bay lên không trung. Chính vào lúc đó, cậu nhìn thấy vô số sứa khổng lồ lơ lửng giữa không trung với vô số sợi tơ lòng thòng. Những con sứa này phát ra ánh sáng màu xanh nhạt và đang bay về phía. Đi mau! M bỗng dưng một bóng người đáp xuống bên cạnh cậu, hét lên rồi bay về sau. Ngô Bình nhìn đối phương, đó là một cô gái xinh đẹp. Với thân hình nhỏ nhắn, che mặt bằng vải trắng, mặc đồ trắng, đội nón, tay trái cầm một cây dù vải màu trắng có thêu hoa đỏ. Ngô Bình do dự một lúc rồi đi theo cô ta. Cô gái áo trắng bay thẳng về một hướng tầm mấy trăm mét rồi mới đáp xuống trên một cành san hô khổng lồ màu đỏ. Ở đây có rất nhiều san hô khổng lồ mọc trên đất, sự tồn tại của chúng như cây cối mọc trên đất liền mà bình thường ta vẫn thấy. Cô gái đứng trên đỉnh của cây san hô, áo trắng bay bay. Ngô Bình đáp xuống trên một cành san hô khác ở cách đó không xa, hỏi cô là tu sĩ ở đây sao? Cô gái nhìn cậu rồi nói, tôi cũng là tu sĩ từ bên ngoài đến đây học hỏi. Ngô Bình, lúc nãy cô gọi tôi rời khỏi phải chẳng là vì mấy con sứa đó nguy hiểm. Cô gái, xúc tu của những con sứa đó dùng để hút nước, nếu nó bám lấy anh thì sẽ hút cạn nước trong người anh. Có nhìn thấy bãi cát trắng đó không? Nó được tạo thành từ những động vật bị chúng hút cạn nước đấy. Ngô Bình muốn ói, lúc nãy cậu còn cảm thấy bãi cát trắng đó rất sạch. Không ngờ lại là thứ được tạo ra từ những cái xác mất nước. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, Ngô Bình nói. Cô gái, không cần cảm ơn, anh có mang theo thức. Ăn không, tôi đến đây đã mấy tháng, lâu lắm rồi không được ăn thức ăn bên ngoài. Ngô Bình có một thói quen tốt đó là ra ngoài thì nhất định sẽ đem theo thức ăn đầy đủ, cậu liền lấy ra mấy cái bánh mì hút chân không, còn có cả thịt khô rồi quăng qua cho cô gái áo trắng. Cô gái đồ trắng nhận lấy. Hơi sửng sốt, sau đó hỏi, anh là người tu hành của thế tục sao? Ngô Bình chớp mắt, đúng thế, tôi là Ngô Bình, nên gọi cô thế nào? Trần Mộng, cô gái xé một miếng bánh bao ăn thử, cảm nhận vị khá ổn bèn cắn một miếng lớn. Ngô Bình thấy cô ta ăn ngon như vậy thì cảm thấy đồng cảm, đã rất lâu rồi cô không ăn đồ bên ngoài à? Trần Mộng, đồ ăn ở đây đầy đủ, nhưng ăn gì cũng không có vị. Ngô Bình chộp lấy một khối san hô. Cho vào miệng nhai, quả nhiên không có mùi vị gì, nhổ san hô ra rồi nói, thế giới này khá kỳ lạ. Thế giới linh vương tạo ra có thể không lạ được sao, Trần Mộng như đã lâu rồi không nói chuyện với con người, vô cùng giỏi ăn nói, tôi và anh cũng cùng đến thủy phủ à. Ngô Bình không ngờ cô ta lại hỏi thẳng như vậy, cậu cũng không phủ nhận, gật đầu, đúng vậy, tôi nghe nói trong thiên nhất thủy phủ có bảo bối, tôi muốn đi lấy một ít. Trần Mộng cười nhạo, vậy thì đừng nghĩ nữa. Lối vào duy nhất của thiên nhất thủy phủ đã bị một nhóm người kiểm soát, muốn vào phải thì trả một cái giá rất lớn mới được. Thực lực của những người này rất mạnh, có đánh cũng không đánh lại, một là bỏ cuộc, hai là để mặc chúng bầy bổ. Nhìn thấy vẻ mặt căm hận của Trần Mộng, Ngô Bình biết cô ta từng bị đám người đó chèn ép, bèn hỏi, lối vào ở đâu? Có một cái ao sâu, nước rất sâu, xung quanh đều bị chúng khống chế. Muốn vào thủy phủ, chỉ có thể đi qua cái ao. Chúng ngồi ở đó thu tiền. Bao nhiêu tiền, Ngô Bình hỏi, cậu nghĩ chỉ cần không nhiều thì bỏ tiền ra cũng được. Trần Mộng quay đầu nhìn cậu, anh muốn trả tiền để vào à? Ngô Bình cười nói, chỉ cần không quá đáng thì đưa chút tiền cũng chẳng có vấn đề gì. Anh có tiền thì đi đi, 100 triệu tiền tiên, Trần Mộng nói. Ngô Bình nhíu mày, 100 triệu. Cái giá không cao với cậu, nhưng chắc chắn cũng không thấp. Nếu cậu bỏ ra 100 triệu để mua một thứ gì đó, cậu sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu đưa 100 cho người khác thì chắc chắn sẽ khiến cậu không vui. Đợi Trần Mộng ăn xong, Ngô Bình hỏi, cô Trần, có thể dẫn được cho tôi không? Trần Mộng nhổ ra xương chân gà ra rồi nói, đừng trách tôi không cảnh cáo anh, cho dù anh có trả tiền,
chúng cũng sẽ không cho anh qua dễ dàng. Trên đời này, tiền bạc không mua được tôn nghiêm. Ngô Bình khẽ cười, tôn kính rồi mới đến võ lực, cũng không thể vừa gặp đã đánh nhau chứ. Trần Mộng cũng không nói gì nữa, đi theo tôi. Hai người sóng vai phi đột, sau khi đi hàng ngàn dặm thì nhìn thấy một khu vực có rất nhiều thực vật thủy sinh mọc lên. Thực vật thủy sinh ở đây phát triển rất cao, cao từ hàng chục đến hàng trăm mét, có rất nhiều loài sinh vật sống ở trong nước. Những sinh vật này rất giống cá ở đại dương, chẳng qua chúng có khả năng bay. Chẳng hạn như khi Ngô Bình vừa đến, một con cá sấu khổng lồ xuất hiện, há miệng căn bọn họ. Ngô Bình giơ tay lên, một bàn tay cực lớn được ngưng tụ từ thất tinh trảm đạo lực xuất hiện trong không trung, năm ngón tay vươn ra đánh văng con cá sấu. Bốp, con cá sấu kêu lên, bị đánh đến mức xoay vòng văng đi, đập mạnh vào trong đống bèo, không rõ sống chết. Trần Mộ ngạc nhiên, vì cửu cung thiên cơ đồ nên người ngoài không thể nhìn rõ tu vi của cậu. Nhưng bây giờ có thể thấy e là thực lực của cậu đã ở cấp thần thông rồi. Sau khi đánh bay con cá sấu, Ngô Bình bay lên không trung thì nhìn thấy cách đó hàng chục dặm có một cái ao, vài ngôi nhà được xây ở xung quanh ao, mặc dù đơn giản nhưng sống ở đó cũng không có vấn đề gì. Trần Mộng nhìn mấy căn nhà đó nói, đâu là do chúng xây đấy. Chúng ta qua đớ. Ngô Bình bay về phía ao, hai người vừa đáp xuống đã có bốn người bay đến từ nhiều hướng. Trong đó có một người đàn ông mặc áo xanh, lông mày màu vàng, mắt xám, mặt ngựa. Hắn quái gở nói, làm gì đấy? Ngô Bình nhìn đối phương nói, tôi đến hồ rửa tay thôi, các người là ai, tại sao lại ngăn cản tôi? Người áo xanh hừ một tiếng, mở to mắt ra nhìn cho rõ, đây là chỗ của bọn tao, mày muốn vào thì phải trả tiền, hiểu chưa? Ngô Bình chớp mắt, ao này là của nhà anh à? Một người đàn ông mặc áo tím bước đến trước mặt Ngô Bình. Khuôn mặt gần như chạm vào Ngô Bình hỏi, sao nào, mày không phục à? Có biết bọn tao là ai không? Ngô Bình đưa tay đẩy hẳn ra, cậu vừa đẩy, đối phương sử dụng pháp lực chống lại nhưng không ngờ sức mạnh của Ngô Bình lại mạnh đến thế. Hắn lùi về phía sau ba bước, đồng thời hắn cảm thấy buồn nôn, oát cả mồ hôi lạnh. Ngô Bình, anh không đánh răng, cách xa tôi ra. Mày! Người đồ tím vừa ngạc nhiên vừa tức giận, muốn ra tay nhưng lại sợ thực lực của Ngô Bình. Thế là nhìn người đồ xanh. Người đồ xanh nhìn Ngô Bình từ trên xuống dưới nói, anh bạn, đây không phải là nơi anh có thể gây chuyện. Anh muốn vào cũng được, ngoan ngoãn nộp tiền đi. Ngô Bình cười nói, muốn bảo tôi nộp tiền cũng được, nhưng trên đời có câu, tiền khó kiếm, phân khó ăn. Các anh muốn lấy tiền của tôi thì cho tôi xem bản lĩnh của anh đi. Người đồ xanh sầm mặt, anh muốn thế nào? Ngô Bình, các anh cử bất kỳ ai cũng được đánh với tôi một trận. Đánh thắng tôi thì tôi sẽ ngoan ngoan nộp tiền, không thì các anh cách xa tôi ra một chút. Gương mặt lạnh nhạt của Trần Mộng hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô ta còn tưởng Ngô Bình vừa đến sẽ trả tiền để vào trong, nhưng không ngờ cậu lại muốn so với người mạnh nhất của đối phương. Người đồ xanh nhíu mày hỏi, anh tên là gì? Đến từ tiên giới khu nào? Ngô Bình, muốn biết lai lịch của tôi thì đánh thắng tôi trước đi. Người đồ xanh hừ một tiếng, để lại vài người khác. Xoay người đi đến căn phòng cao lớn nhất. Hắn đi vào phòng, mấy giây sau có một bóng người bay đến, đáp xuống trước mặt Ngô Bình, biến thành một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông này có đôi lông mày xám, mắt xám, mặc quần áo màu xám, nhưng trên tay áo có thêu 7 con phượng hoàng vàng. Hắn nở nụ cười nói, nghe nói anh muốn so sức mạnh với người của bọn tôi. Ngô Bình cũng nhìn đối phương nói, anh muốn đánh với tôi. Người đàn ông đó cười nói, được chứ. Nhưng một khi tôi ra tay thì không biết nặng nhẹ, ngộ nhỡ đánh chết anh, mong anh đừng để ý. Ngô Bình không hề tức giận, cười nói, không sao, tôi sẽ đánh mạnh hơn. Nếu lúc đó anh sẵn lòng trả tiền để chuộc mạng, tôi có thể cân nhắc đến việc không đánh chết anh. Tất nhiên, cuối cùng anh có thể sống sót hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Người đàn ông mày xám lạnh lùng nói, thú vị đấy. Phượng thất tôi đã ở đây mấy năm. Anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy. Người xung quanh lập tức lùi sang một bên, truyền âm của Trần Mộng vang lên trong đầu Ngô Bắc, có vẻ rất lo lắng. Anh phải cẩn thận, Phượng Thất là thiên tài của nhà họ Phượng là một trong những vương tộc. Con cháu của vương tộc không chỉ có vương binh trong tay, mà những người cốt yếu trong đó cũng có thể sử dụng sức mạnh của vương tọa. Ngô Bình khẽ gật đầu với cô ta tỏ ý cô ta đừng lo. Phượng Thất siết chặt tay phải. Giơ ngón tay cái lên ấn vào giữa hai lông mày,
quanh người hắn bỗng phóng ra một luồng khí tức kinh thiên động địa, cho dù là tu sĩ hậu kỳ cảnh giới thần thông cũng không thể sánh bằng. Sức mạnh của thần phượng, những người khác đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và hâm mộ, đồng thời cũng nhìn Ngô Bình như nhìn người chết. Ngô Bình vẫn đang quan sát phượng thất, cậu thấy bản lĩnh lợi hại nhất của đối phương chính là sức mạnh thân xác, lúc này khí tức của hắn cũng cho thấy thân xác người này rất mạnh, thể chất như vậy khó xâm nhập, am hiểu cận chiến. Phượng thất ra tay trước, cơ thể hắn trực tiếp đột phá giới hạn của không gian, thoáng chốc xông tới trước mặt Ngô Bình rồi đánh ra một quyền. Trên nắm tay có ngọn lửa màu vàng, vô số ký. Vờn quanh, hiển nhiên là sức mạnh của một quyền ấy vô cùng khủng bố. Ngô Bình nhìn nắm tay càng ngày càng gần kia, cũng đánh ra một quyền. Một quyền kia trông thì hết sức, bình thường, nhưng vừa đánh ra, mà điệp thái cổ trong bảy bí khiếu của thất tinh trảm đạo đồng loạt vỗ cánh, một lồng khí tức thái cổ chợt bộc phát ra. Quyền và quyền trực tiếp va vào nhau, sức mạnh khủng bố khuếch ra xung quanh, Ngô Bình vẫn đứng im không nhúc nhích, còn Phượng thất lại lùi lại bảy bước. Mỗi một bước, mặt đất đều xuất hiện một dấu chân sâu hóm. Sau khi lùi lại bảy bước, con người hắn lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng, trở nên hết sức phấn khích. Khá đấy, không ngờ có thể đỡ được một quyền của tôi, còn đánh tôi lùi lại mấy bước, thú vị. Trần Mộng thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cô ta biết cần phải nhìn nhận lại thực lực của Ngô Bình một lần nữa. Trong lòng mấy người khác cũng thầm chấn động, sức mạnh thần hoàng của Phượng thất thế mà chẳng thể đánh bại cậu ta, rốt cuộc thì cậu ta có lai lịch gì vậy? Phải biết rằng, sức mạnh thần hoàng kia vốn đến từ vương tỏa của Phượng Hoàng, có sức mạnh cực. Kỳ mạnh. Nhóc con, cậu cho rằng mình có thể đánh bại anh Phượng ư? Ban ấy, anh ấy chỉ mới sử dụng một sức mạnh của một Phượng mà thôi. Có biết tại sao anh ấy lại gọi là Phượng thất không? Vì trong người anh ấy thức tỉnh sức mạnh của bảy con Phượng Hoàng. Ngô Bình lập tức cảm thấy hứng thú, nói, vậy ư, hóa ra chỉ dùng 1/7 sức mạnh. Thế là được rồi. Ban nãy tôi còn lo lắng hắn yếu như vậy, đánh chẳng thú vị gì cả. Ý cậu là gì, tên nịnh hót kia trợn trừng mắt, lẽ nào cậu cũng giống như anh Phượng, vẫn chưa phát huy ra sức mạnh thật ư? Ngô Bình không có trả lời vấn đề nhàm chán kia, vặn hai tay, sức mạnh của cửu dương hóa cấm đồ bị cậu phóng ra. Cửu dương hóa cấm đồ có thể luân chuyển nhiều sức mạnh khủng bố, cậu muốn thử thật xem khả năng của Phượng thất kia đến đâu. Giờ phút này... Có 10.000 đôi tay ở trong cơ thể cậu kết thành dấu ấn, sức mạnh khủng bố tràn ngập cả người Ngô Bình. Lúc này, cậu vẫn chưa dùng sức mạnh cấm kỵ và vài loại sức mạnh trấn áp trong tháp thiên mệnh. Phượng thất hừ một tiếng, khí thế trên người bỗng chấn động. Thực ra, ban nãy hắn đã sử dụng 30% sức mạnh, còn giờ là 50%. Dựa theo một kích ban ấy, hắn đoán 50% sức mạnh thì có thể đánh lui Ngô Bình. Lỡ không địch lại. Vậy hắn dùng 70% sức mạnh cũng không? Muộn. Lần này Ngô Bình chủ động ra đòn, cậu bước lên một bước, cơ thể bỗng trở nên cao to, bàn tay trực tiếp đập xuống. Phượng thất hoảng sợ, hai tay cùng sử dụng dùng hết sức đón đốt. Một tiếng nổ lớn vang lên, Ngô Bình thi triển tầng núi thứ hai, sức mạnh thoáng chốc tăng lên gấp 3. Rắc. Hai tay Phượng thất bị đánh gãy, đầu gối quỳ xuống đất, mắt mũi miệng tai trào máu tươi. Con người đỏ đậm, cánh tay rũ xuống. Bàn tay của Ngô Bình chỉ cách đỉnh đầu hắn 5 cm, chỉ cần đập xuống là có thể giết chết Phượng thất. Kia là bao nhiêu phần trăm sức mạnh của anh, Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Phượng thất gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Bình bằng ánh mặt hoảng sợ nói, 50% sức mạnh. Có điều, dù tôi dùng 70% sức mạnh cũng chẳng phải đối thủ của anh. Ngô Bình, tôi đã nói là làm, giờ anh có thể chuộc lại mạng sống của mình. Anh chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Phượng thất trái lại rất thẳng tính, nói, mấy năm nay, tôi kiếm được 3.759 mối làm ăn trong này, mỗi mối ít nhất 100 triệu tiền tiên. Ngô Bình, chính là 375 tỷ 900 triệu, làm tròn cho anh thành 400 tỷ. Phượng thất không nói gì, dứt khoát lấy ra một túi tiền bự đưa cho Ngô Bình nói, bên trong có hơn 500 tỷ, số dư coi như thành ý của tôi, hy vọng có thể kết bạn với cậu. Ngô Bình lấy túi tiền ngó một cái, sau đó cất đi nói, kết bạn thì thôi bỏ đi, tầm mắt của tôi không có kém như vậy, dẫn người của anh đi đi. Bấy giờ, Phượng thấy mới kêu gọi bạn bè, cả đám rời khỏi hiện trường, thoáng chốc đã không còn một mống. Trần Mộng bước tới, liếc nhìn phía đám Phượng thất bỏ chạy hỏi, anh cho rằng hắn đi rồi.
Ngô Bình, có đi thật hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Đi thôi, đến thủy phủ xem thử. Trần Mộng lắc đầu, Phượng Thất có thể dẫn cao thủ tới đây để trả thù anh bất cứ lúc nào, tôi kiến nghị anh lập tức rời khỏi nơi này đi. Ngô Bình cười, nếu cô Trần lo lắng, có thể rời khỏi đây. Nếu tôi đã đến thì không thể nào bỏ qua được. Trần Mộng làm việc cẩn thận nên cô ta gật đầu nói, vậy được rồi. Nếu anh ra ngoài thì tôi chờ anh ở chỗ cũ, cô ta nói xong bèn xoay người rời đi. Ngô Bình đi đến hồ nước rồi nhảy vào. Hồ nước sâu không thấy đáy, cậu lặn xuống mấy ngàn mét mới thấy một cánh cửa to lớn. Cánh cửa cao, trên 100 mét, rộng mấy chục mét, bên trong là một tầng ánh sáng tím. Cậu vươn tay sờ lên quầng sáng, cảm giác được một lực cản cực mạnh. Vì thế, cậu lấy ra chân thủy, bôi bên ngoài cơ thể rồi vươn tay sờ thử. Lần này, tay cậu lại xuyên qua được quầng sáng tím một cách dễ dàng và vói vào bên trong. Sau đó, cả người Ngô Bình cũng bước qua cánh cửa. Ngô Bình vừa bước vào được nửa phút đã có mấy bóng người nhảy vào hồ nước đi tới trước cánh cửa. Trong số mấy người kia, có một người là Phượng Thất, bên cạnh đi theo hai người đàn ông trung niên, một người mặc áo dài xanh, một người khác mặc áo trắng để râu cá chê. Người đàn ông áo xanh cau mày nói, lẽ nào cậu ta đã tiến vào thủy phủ? Sắc mặt Phượng Thất hết sức khó coi nói, chỉ có chân thủy mới có thể xuyên qua cánh cửa này, lẽ nào trong tay hắn có chân thủy? Người đàn ông để râu cá chê nói, Linh Hư công tử mời mấy người chúng ta canh giữ nơi này, giờ xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng khó mà nói. Phượng Thất hừ một tiếng, nói cái gì? Rõ ràng có người cướp đi chân thủy của hắn, muốn trách cũng trách chính hắn, liên quan gì chúng a? Người đàn ông áo xanh, hay là chúng ta canh ngoài cửa, dù gì cậu ta cũng phải đi ra ngoài mà. Ánh mắt Phượng Thất sáng lên nói, đúng vậy, chỉ cần hẳn đi ra ngoài, chúng ta bèn cướp lấy bảo vật mà cậu ta tìm được. Đến lúc đó, tôi muốn tra tấn cậu ta ra trò. Khiến cậu ta hối hận vì đã đắc tội Phượng Thất tôi. Giờ đây, Ngô Bình đã đi vào một tòa cung điện to lớn. Nó cực kỳ rộng, dương mắt nhìn không tới cuối. Mặt đất là những viên gạch màu vàng, mỗi viên đều được đúc thành từ những kim loại quý hiếm. Bên trên còn điêu khắc vô số ký hiệu huyền ảo. Xung quanh cung điện trống rỗng, tràn ngập sương mù màu tím, chỉ có thể nhìn xa hơn 100 mét, xa hơn lại mù mịt không thấy rõ. Ngô Bình quan sát xung quanh thì cảm thấy không thể đi lung tung, bèn thi triển cửu cung thiên cơ phù định ngăn chặn thiên cơ. Nhưng mà, muốn ngăn chặn thiên cơ cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngô Bình không muốn tiêu hao nhiều, bèn mượn 10.000 đôi tay quỷ, khiến chúng học theo cậu bấm tay niệm thần chú. Khi 10.000 đôi tay quỷ kết ra dấu ấn như cậu, cửu cung thiên cơ phù lập tức rung lên, một khí thức đảo. Điên thiên cơ chợt phát ra. Giờ phút này, trong đầu Ngô Bình chợt xuất hiện một số tin tức. Cậu mở mắt ra, lẩm bẩm, đi về bên trái 150 bước. Rồi tiến về phía trước 64 bước. Ngô Bình nói xong bèn xoay người đi về phía bên trái 50 bước, lại quẹo phải đi 64 bước. Trên đường đi, ngoài sương mù màu tím ra thì Ngô Bình chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng khi đi xong bước, cuối cùng, cậu lại nhìn thấy một cái đài tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Cậu đi về phía bên trái một bước, ánh vàng biến mất, trở về tại chỗ thì nó lại xuất hiện. Hóa ra chỉ có ở vị trí và góc độ này mới có thể nhìn thấy thứ kia, không biết nó là bảo vật gì, trong lòng Ngô Bình tràn ngập sự chờ mong, đi về phía cái đài phát sáng kia. Trên đường, ánh sáng vàng lại biến mất, nhưng Ngô Bình đã nhớ vị trí của nó nên đi thẳng đến đó là được. Cuối cùng, cậu cũng đã đến được trước đài, không nhìn thấy gì trước mặt cả, mãi đến khi cậu đưa tay chạm vào mép đài thì cái đài mới xuất hiện. Đài cao khoảng 1 mét. Mặt trên là hình lục giác, trên có một chiếc bình sứ màu xanh cao hơn một thước, chiếc bình khá lớn, miệng bình nhỏ, bề ngoài cái bình có hình ảnh sống động như chim, cá và côn trùng. Ngô Bình nhìn chiếc bình sứ, đến gần nhìn kỹ hơn. Vào bên trong, nhìn thấy trong bình có hơn 30 quả trứng màu xanh tím lớn hơn trứng ngỗng một chút, trên. Vỏ trứng có vài phù văn màu vàng sậm, hơn nữa phù văn trên mỗi quả trứng đều khác nhau, tỏa ra khí tức đáng kinh ngạc. Đây là trứng gì? Ngô Bình tò mò cầm một quả lên, cầm lên cảm thấy khá nặng, phù văn trên vỏ trứng lần lượt sáng lên, biến thành sợi tơ quấn quanh tay cậu. Trong đầu hắn vang lên giọng mèo đen, công tử, đây là trứng của thiên kê. Thiên kê ăn côn trùng, hấp thu năng lực của chúng nên mỗi con thiên kê đều có mấy loại thần thông thiên phú. Ăn được một quả trứng, thiên kê,
không chỉ là một loại thuốc bổ tuyệt vời mà còn có thể hấp thụ sức mạnh thần thông chứa trong trứng. Ngô Bình, thiên kê sao? Trứng gà này lớn như vậy, còn có thể ăn à? Mèo đen, tôi sẵn lòng ăn thử cho công tử. Nghe thế Ngô Bình biết trứng này chẳng có vấn đề gì, con mèo này chỉ muốn ăn trứng. Cậu lập tức cất cái bình đi rồi nói, quay về cho mày hai cái. Mèo đen, cảm ơn công tử. Lạ thật, sao ở đây lại có một lọ trứng gà nhỉ? Đây là những vật hiến tế. Linh Vương ở đây hẳn có thân phận cao đến mức nào, hóa thân của hắn có khả năng đang ở Thánh Cổ Đại Lục, hơn nữa rất có thể là một thần minh. Ngô Bình ngạc nhiên, hắn là thần minh. Kiểu thần này là thần của tiên thiên, chức vị cao hơn thần minh bình thường, vô cùng cổ thần. Ngô Bình, thảo nào, chỉ là vật tế của Thánh Cổ Đại Lục sao lại chạy đến đây? Nơi này là căn nguyên của hắn, cho dù thần minh đó có chết, hắn vẫn có thể trùng sinh tới đây. Cho nên những thứ này là tài nguyên hắn để lại cho mình quay. Trở lại, Ngô Bình chớp mắt, nói thế, nếu tôi muốn lấy đồ của hắn, rất có khả năng sẽ để lại hậu quả. Vậy thì chưa chắc, lấy đồ ở đây có thể là thù oán, cũng có thể là thiện duyên, mèo đen nói. Ý là thế nào, Ngô Bình không hiểu. Mèo đen, công tử lấy đồ ở đây, sau này nếu có thể giúp hắn thì đó là thiện duyên. Nếu không giúp được thì là thù oán. Ngô Bình lập tức sử dụng bùa cửu cung thiên cơ, tính mệnh cho mình, một lúc sau mới chớp mắt nói, tôi lấy càng nhiều đồ ở đây thì sau này sẽ thu hoạch càng lớn, đây là sao chứ? Mèo đen, vậy công tử không cần nghĩ nhiều, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Ngô Bình nhếch môi, vậy tao không khách sáo nữa. Cậu tiếp tục tính quẻ, sau đó đi về phía bên trái vài bước, đi về phía trước vài bước, nhanh chóng thấy được cái bệ thứ hai. Đài này rất lớn, phía trên đặt một đầu bò rất to, trên đầu bò có vảy màu xanh cực lớn, trên trán có phủ văn màu trắng bí ẩn. Có thể nhìn ra được đầu bò vẫn còn đang chảy máu, có vẻ nó bị giết chưa lâu. Ngô Bình tò mò nhìn cái đầu bò còn lớn hơn cả cậu, nói, khí tức hung hãn quá, mèo đen, đây là thứ gì? Đây là thanh ngưu, mèo đen liếc mắt đã nhận ra, tổ tiên của nó là thú cưỡi của Thánh Hoàng. Con thú cưỡi đó là một con trâu xanh, mặc dù sức mạnh của nó không bằng Thánh Hoàng, nhưng nó có thể chiến đấu với cổ thần. Nó có huyết mạch của thanh ngưu, hơn nữa thức tính truyền thừa của hai ba tổ tiên. Ngô Bình trợn to mắt, thanh ngưu này có lai lịch lớn như vậy, là do ai giết thế? Chắc hẳn có một cường giả muốn lấy được thứ gì đó cực kỳ quan trọng từ thần minh nên mới mạo hiểm giết chết hậu duệ của thanh ngưu, mèo đen đáp. Đáng tiếc tổ tiên lợi hại như vậy mà nó lại bị người khác giết chết, Ngô Bình thở dài, lắc đầu. Mèo đen, con thanh ngưu này rất đặc biệt, mặc dù nó đã bị giết nhưng linh hồn toàn vẹn của nó lại ẩn trong đầu bò. Nếu công tử sẵn lòng, tôi có thể hồi sinh nó. Ngô Bình chớp mắt, hồi sinh nó. Mèo đen, có hồi phục được hay không phải xem ý của công tử. Ngô Bình biết mèo đen vừa bí ẩn vừa thông minh, cậu hỏi, mày hồi sinh nó có phải có mục đích gì không? Mèo đen, đúng vậy, thanh ngưu này chắc chắn đã đánh thức vài ký ức, tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tìm được vài thứ này rất quan trọng đối với tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi thì hồi sinh đi. Nếu đã có ích với mày. Mèo đen bước ra từ không gian chứa đồ, nó vung nhẹ móng vuốt lên. Một tia sáng màu xanh rơi xuống trên đầu con bò, đôi mắt của đầu bò bỗng mở ra, vô số phù văn xuất hiện, tỏa sáng xung quanh nó. Vài giây sau, phù văn biến thành một trận pháp, ánh sáng rực rỡ bao phủ thanh ngưu. Vài phút sau, ánh sáng biến mất, một con bò thần màu xanh khổng lồ xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Nó đứng ở đó, vai cao đến hơn 3 mét, thân dài 7-8 mét, đôi mắt phóng ra ngọn lửa màu tím vàng, tà khí ngút trời. Ngay sau đó thanh ngưu bỗng nhỏ lại, biến thành một người đàn ông đồ xanh khoảng 20 tuổi, mày rậm mắt to, vẻ mặt nghiêm nghị. Người đàn ông đồ xanh quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, biết ơn nói, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu. Ngô Bình, người cứu ông là mèo đen. Thanh ngưu, nếu cậu không đồng ý, nó sẽ không cứu tôi. Mèo đen không để tâm đến chuyện này, nó lại quay về không gian chứa đồ, giao chuyện còn lại cho Ngô Bình xử lý. Ngô Bình cũng không nói nhiều, được rồi, ông có kế hoạch gì, có cần quay về Thánh Cổ Đại Lục không? Ánh mắt thanh ngưu lóe lên tia sáng, đúng thế, tôi phải quay về. Tôi phải bắt người hại tôi phải trả giá. Ngô Bình, vừa lúc một khoảng thời gian nữa tôi phải đến Thánh Cổ Đại Lục một chuyến, đến lúc đó tôi đi với ông là được.
Trước đó Thanh Ngưu vẫn đang lo lắng làm sao để quay về, dù sao nơi này đã không còn là thánh cổ lục địa nữa. Nghe Ngô Bình nói vậy, hắn rất vui vẻ, lại chào Ngô Bình, vậy cảm ơn ân nhân nhiều. Ngô Bình, tôi họ Ngô, ông đừng gọi tôi là ân nhân nữa. Thanh Ngưu, vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là công tử nhé. Sau khi cứu sống Thanh Ngưu, Ngô Bình tiếp tục tìm kiếm kho báu ở đây. Lần này cậu đi một quãng đường rất xa, cuối cùng nhìn thấy một cái đài cao. Đài này cao mười mấy mét, cậu lơ lửng giữa không trung mới có thể nhìn thấy đồ trên đài đó. Đó là một thanh kiếm này hoàn toàn trong suốt, trên đó tỏa ra một tia kiếm ý chấn động, có ý cảnh nhu thủy. Bên trong thanh kiếm này hình thành một không gian thần bí, giống như một cái hang động. Trong hang động này dường như có hàng trăm triệu thanh kiếm, khí tức đáng sợ ẩn sâu bên trong đó. Kiếm nhu thủy. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra đây là kiếm nhu thủy, mẹ của vạn kiếm. Suy ngẫm một lát, cậu giơ tay ra thử cầm lấy thanh kiếm này. Thế nhưng tay vừa chạm vào thân kiếm đã bị kiếm khí tấn công. Keng! Ba ngón tay chạm vào thân kiếm đó nứt ra, lộ ra xương bên trong, máu chảy ra ngoài. Cậu hít khí lạnh nói, kiếm này mạnh quá. Thanh Ngưu luôn ở bên cạnh nhìn, lúc này nói, công tử cần giúp gì không? Ngô Bình vừa băng bó vết thương vừa hỏi anh ta, anh có cách? Thanh Ngưu lấy một chiếc nhẫn màu trắng từ trong người ra, chiếc nhẫn như được tạo thành từ vô số mảnh vỡ xương sọ ghép lại vậy, tỏa ra hơi thở kỳ lạ. Ngô Bình rất quen thuộc với hơi thở này, đây là hơi thở cấm kỵ. Thanh Ngưu ném chiếc nhẫn vào thanh kiếm kia, chiếc nhẫn tỏa ra 3.000 lớp ánh sáng trắng, từng lớp quét xuống. Một lúc sau, nhu thủy kiếm lại bay lên, nó đã trở nên ôn hòa hơn, như thể đã bị khống chế. Ngô Bình sáng rực mắt, lại vươn tay ra nắm lấy nhu thủy kiếm. Lần này, nhu thủy kiếm không còn tỏa ra kiếm khí nữa mà hóa thành một dòng nước, xuyên vào cơ thể cậu. Cuối cùng, dòng nước này hóa thành một thanh thủy kiếm, đến trước tháp thiên mệnh. Nhưng khác với những đồ vật trước kia, nhu thủy kiếm không bị tháp thiên minh áp chế, nó bay đến bên cạnh tháp thiên mệnh, sau đó yên lặng bay lơ lửng ở đó. Ngô Bình trong lòng chấn động, cậu biết rõ nhu thủy kiếm này vẫn chưa thuộc về mình, muốn thật sự sở hữu được kiếm này thì phải lĩnh ngộ được kiếm đạo mà nó đại diện. Anh Thanh Ngưu, anh biết về lai lịch kiếm này không? Ngô Bình hỏi Thanh Ngưu. Thanh Ngưu, thanh kiếm này, có lẽ là ra đời cùng với người chủ nơi này. Nếu tôi không đoán không nhầm, thì trên đời này chỉ có thanh kiếm này có thể giết chết được chủ nhân nơi này. Ngô Bình kinh ngạc, khắp thiên hạ chỉ có thanh kiếm này có thể giết chết Linh Vương. Thanh Ngưu, thanh kiếm này tương sinh tương khắc với anh ta, nếu có thể thành toàn cho anh ta thì cũng có thể uy hiếp được anh ta. Ngô Bình hít sâu một hơi, cậu đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức. Mạnh bắt đầu thức tỉnh, cậu lập tức tính một quẻ. Kết quả vẻ mặt thay đổi, nói, đi mau thôi. Một người một trâu đi đến cửa, Thanh Ngưu bỗng nói, cậu Ngô, ngoài cửa có người đang đợi, người đến không tốt. Ngô Bình cũng đau đầu, nói, xem ra chỉ có đành phải đánh với bọn họ một trận thôi. Thanh Ngưu, không cần thiết, tôi có thể đổi bọn họ vào trong. Ngô Bình tò mò hỏi, đổi thế nào? Đây là một thiên phú thần thông, tên là rời hình đổi vị, cậu xem là được. Nói rồi. Anh ta kéo Ngô Bình đi ra ngoài. Vừa mới đi, hai người bỗng nhiên đã ra ngoài cửa lớn, còn mấy người ngoài cửa thì đã đi vào bên trong một cách kỳ lạ. Ba người sững sờ, vẻ mặt lập tức kinh sợ. Phượng Thất nhíu mày nói, chuyện gì vậy, nơi này là Thiên Nhất Thủy Phủ sao? Người đàn ông để râu nhìn trái phải, không sai, đây là Thủy Phủ. Kỳ lạ thật, sao đột nhiên chúng ta lại ở đây? Còn nữa, tên nhóc kia đâu rồi? Người đàn ông râu xanh bỗng sáng mắt, nói, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lúc trước chúng ta không có chân thủy, chỉ có thể đợi cậu Linh Hư. Bây giờ chúng ta trực tiếp đến thủy phủ, cần phải cầu xin anh ta nữa hay sao? Anh ta nói vậy, Phượng Thất cảm thấy cũng có lý. Ngay lúc này, một luồng hơi thở đáng sợ bỗng truyền đến từ sâu trong thủy phủ. Luồng hơi thở này tuy không quá nhẹ, nhưng lại khiến ba người sởn cả gai óc, da gà cũng nổi lên. Linh Vương thức tỉnh sao? Mau đi thôi, sắc mặt Phượng Thất thay đổi, quay đầu chạy ra ngoài. Thế nhưng, mấy người họ vừa đi đến cửa thì không cách nào phá được màn nước. Bởi vì muốn xuyên qua màn nước thì phải dùng đến chân thủy. Đáng chết, người đàn ông râu xanh biến sắc, sao bây giờ, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Mau nghĩ cách đi,
thứ kia sẽ thức tỉnh ngay thôi, Phượng Thất lo lắng nói. Lúc này Ngô Bình đã rời khỏi hồ nước, cậu trưng khô hơi nước, sau đó đi đến nơi lúc trước tìm Trần Mộng. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến bãi san hô lúc trước, nhưng nơi này không có dấu vết gì của Trần Mộng cả. Cậu đang chuẩn bị rời đi thì trên bãi san hô bên cạnh bỗng xuất hiện bóng người, chính là Trần Mộng. Quả nhiên anh không sao. Trần Mộng cười nói, chúc mừng, anh chắc chắn có thu hoạch được gì rồi. Ngô Bình, cũng được. Linh Vương bên trong hình như đã thức tỉnh rồi, tôi nghĩ bây giờ đi vào thì rất nguy hiểm, nên cô có dự định gì không? Trần Mộng thở dài, nói, vậy thì quay về thôi. Rời nhà lâu như vậy, tôi cũng nhớ nhà rồi. Ngô Bình có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của cô ấy, nhưng chuyện thế này cũng chỉ có thể dựa vào may mắn nên nói, vậy chúng ta sau này gặp lại. Hai người chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này nếu có thể gặp lại thì là duyên phận, nếu không thì cũng là lẽ thường tình. Trần Mộng cười nói, qua một thời gian nữa tôi sẽ đến giới thế tục, đến lúc đó tìm anh thế nào. Ngô Bình đưa một tấm danh thiếp của mình cho cô ấy, nói, trong giới thế tục có một thứ gọi là điện thoại. Cô có thể dùng điện thoại liên lạc cho tôi. Trần Mộng nhận lấy danh thiếp, nói, cậu Ngô, sau này gặp lại. Tạm biệt Trần Mộng. Ngô Bình đi về theo đường cũ. Khi cậu ra khỏi cửa, Thẩm Huyền Tông lập tức xuất hiện cách đó không xa. Sư tôn, Ngô Bình tiến lên chào hỏi. Ông ta thấy bên cạnh Ngô Bình có thể một người thanh niên bèn hỏi, đây là ai vậy? Ngô Bình, một người bạn của con. Thanh Ngưu lập tức nói, tôi là Thanh Ngưu, được gặp tiền bối. Thẩm Huyền Tông cảm thấy người tên Thanh Ngưu này không hề đơn giản, bởi vì trong lòng một kiếm đạo. Chí tôn như ông ta lại có cảm giác hồi hộp. Nhưng ông ta cũng không hỏi thêm mà chỉ nói, chúng ta về thôi. Ngô Bình hỏi, sư tôn, quay về giới thế tục sao? Đến Thái Hoàng giáo trước. Thẩm Huyền Tông nói, Thái Hoàng giáo gặp chút rắc rối, cần con ra tay giải quyết. Ngô Bình rất hiếu kỳ, sư tôn, cao thủ ở Thái Hoàng giáo nhiều như mây, rắc rối thế nào mà cần con đi giải quyết? Về rồi lại nói. Ông ta phất tay áo. Mấy người họ đã xuyên qua thời không? Không biết qua bao lâu, Ngô Bình đã đến kiếm các quen thuộc, còn Thanh Ngưu kia thì được đưa đến chỗ ở của Ngô Bình. Ba vị sư tôn đều ở đây, Ngô Bình làm lễ bái kiến. Âu Dương Thiên Tế vội hỏi, Đồ Nhi, chuyến này đến Thủy Linh Giới, con có thu hoạch được gì không? Ngô Bình gật đầu, cậu lấy lọ trứng trời ra, nói, thứ này trông có vẻ rất có giá trị, Đồ Nhi kính tặng ba vị tôn sư. Ba ông lão lập tức hứng thú, đều vây quanh, mỗi người cầm lấy một quả trứng trời. Cảm nhận được trứng trời bất phàm, La Thiên Phi cười nói, quả nhiên là đồ tốt, ta cảm thấy trong trứng trời này, ẩn chứa mấy luồng sức mạnh kỳ diệu. Âu Dương Thiên Tề, con có hiếu như vậy chúng ta rất vui, mỗi người lấy một phần tâm ý là được, còn lại thì con cứ giữ lại mà dùng. Ngô Bình cười nói, sư tôn, con còn có được nhu thủy kiếm nữa. Thế nhưng... Nhu thủy kiếm đó bây giờ ở, trong thức hải con, vẫn chưa thuộc về con. Ba ông lão vui mừng, Thẩm Huyền Tông cười ha ha, tốt lắm. Có kiếm mẫu rồi chúng ta có thể quay về rồi. Ngô Bình không hiểu bèn hỏi, sư tôn, chẳng lẽ nhu thủy kiếm còn có tác dụng gì đặc biệt sao? Thẩm Huyền Tông, nhu thủy kiếm là kiếm mẫu của vạn kiếm, có được nó thì con có thể có được kiếm đạo vương tỏa. Đến lúc đó, ba vi sư đây sẽ giúp con khai ông lập phái ở vạn kiếm tiên giới. Nhu thủy kiếm bên trong có tàng giới. Trong kiếm tàng giới có đủ các thần kiếm. Quan trọng nhất là, kiếm tu luyện ở bên trong đó sẽ có tốc độ nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn, là trong nhu kiếm thủy có ẩn chứa vô thượng kiếm đạo. Nếu con có thể dung hợp với vô thượng kiếm khúc thì có thể dễ dàng luyện hóa được kiếm đạo vương tỏa. Lúc này Ngô Bình mới hiểu ý nghĩa của nhu thủy kiếm, cậu nói, nhưng Đồ Nhỉ cảm thấy để luyện hóa được nhu thủy kiếm e rằng còn phải rất lâu nữa. Thẩm Huyền Tông cười nói, đương nhiên rồi. Khi con chưa tiến đến đạo cảnh thì không thể luyện hóa được nó. Nó không phải một thanh kiếm, mà là một loại kiếm đạo chí cao. Ngô Bình cũng có nghĩa là, cho dù con có được kiếm đạo vương tọa, cũng phải đợi sau này mới luyện hóa được nó. Đương nhiên, có những vương tộc phải trải qua mấy đời không ngừng luyện hóa, mới có thể hoàn toàn hấp thụ được sức mạnh điều khiển vương tọa. Con có được vương tọa thì mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Ngô Bình, nói như vậy, những người được gọi là vương, thực ra cũng không có luyện hóa vương tọa trong tay. Ngô Bình không vội, cậu biết chuyện càng khó đồng nghĩa giá trị càng lớn,
Sư tôn, người nói có rắc rối gì vậy? Thẩm Huyền Tông, dưới Thái Hoàng giáo có một nhánh nhỏ, Chân Hoàng Tông phát triển nhanh chóng trong nghìn năm nay. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, nên bắt đầu ngọ nguậy không yên, dạo này yêu cầu càng lúc càng cao. Lần này, tông chủ của Chân Hoàng Tông dẫn theo tứ đại đệ tử đến thăm hỏi. Nói là đến thăm hỏi, nhưng thực ra là muốn khiến tầng lớp cấp cao của Thái Hoàng giáo khó coi. Ngô Bình, vì vậy chuyện này cần có đệ tử ra mặt. Thẩm Huyền Tông, tháng sau, con lấy thân phận là đệ tử của Kiếm Các, đại diện Thái Hoàng giáo, nhận thách đấu của tứ đại đệ tử kia. Ngô Bình xoa cằm, cười nói, nhánh dưới mạnh là chuyện tốt mà. Mấy người Thẩm Huyền Tông nhìn nhau, đều bật cười. Ngô Bình có suy nghĩ như vậy, chứng tỏ nền tảng cậu đủ vững, hơn nữa còn đủ mạnh để nắm giữ tông môn bên dưới. Đúng thực không phải chuyện xấu, nhưng nếu không khống chế được thì sẽ khiến nội bộ lục đục. U Dương Thiên Tề nói, lần này nếu Chân Hoàng Tông thách đấu thành công, Thái Hoàng giáo sẽ phải đồng ý một loạt yêu cầu mà bọn họ đưa ra. Yêu cầu gì? Ngô Bình có chút tò mò bèn hỏi. Chân Hoàng Tông được hai chỉ tiêu cho vị trí then chốt trong Thái Hoàng giáo, tất cả các đệ tử trọng tâm đều có thể có đãi ngộ như đệ tử trọng tâm của Thái Hoàng giáo. Đồng thời, Chân Hoàng Tông sẽ không giao tài nguyên cho Thái Hoàng giáo nữa, Thái Hoàng giáo còn phải tặng thêm địa bàn gấp đôi Chân Hoàng Tông. Nghe thấy nhiều điều kiện như vậy, Ngô Bình cười nói, nếu mà đồng ý thì Chân Hoàng Tông chẳng phải có thể có địa vị ngang hàng với Thái Hoàng giáo rồi sao? Ai nói không phải chứ, vì vậy thách đấu lần này tuyệt đối không được thua. La Vô Phi nói, Thái Hoàng giáo đã chuẩn bị xong rồi, bọn họ dự định cử ra mấy đệ tử trọng tâm ra ứng chiến. Nhưng bọn họ vẫn không yên tâm, nên mới thương lượng với chúng ta, hy vọng con có thể ra mặt trấn áp. Ngô Bình, nội tình Thái Hoàng giáo thâm hậu, để đệ tử trọng tâm ứng chiến thì vấn đề không lớn, con có thể cũng chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Thẩm Huyền Tông lắc đầu, thách đấu lần này là một trận đánh cược. Chân Hoàng Tông thắng dĩ nhiên sẽ lấy được rất nhiều thứ, nhưng nhỡ đâu thua thì cũng phải bỏ ra cái giá cũng rất lớn. Phải bỏ ra gì? Ngô Bình hỏi. Sau này cứ cách 10 năm, Thái Hoàng giáo đến Chân Hoàng Tông chọn ra một lượt các đệ tử, đồng thời để bọn họ giữ tông tịch, vào Thái Hoàng giáo tu luyện. Ngô Bình cười nói, như vậy chẳng phải như cắt hẹ sao? 10 năm cắt một lần, cứ mãi như vậy. Nhân tài của Chân Hoàng Tông cũng bị lấy hết. Vì vậy lần này Chân Hoàng Tông nhất định phải rất tự tin mới dám đánh cược như vậy. Thẩm Huyền Tông nhìn Ngô Bình, Đồ Nhi, thách đấu 3 lần, 3 trận thắng 2. Nếu trận đầu tiên thắng thì con không cần phải ra trận, nếu trận đầu tiên thua thì con nhất định phải đánh thẳng trận thứ 2 và thứ 3. Ngô Bình gật đầu, hỏi cao thủ trọng tâm bên Chân Hoàng Tông là ai vậy? Trương Thánh Quân, anh ta là nhân vật quan trọng trong thách đấu lần này. Thẩm Huyền Tông nói, nghe nói lúc người này được sinh ra, khắp nơi đều nở hoa sen đỏ, sấm rền 9 ngày, trời đất chấn động, quỷ thần khóc. Than, được tông chủ Chân Hoàng Tông là thời An Thái đi qua phát hiện được, nhận làm đệ tử thân truyền, hết lòng dạy dỗ, quả nhiên một bước thăng thiên. 3 năm trước, Trương Thánh Quân với cảnh giới thần thông tam trọng đã giết chết 3 vị cao thủ, một người trong đó vừa mới tiến vào đạo cảnh. Ngô Bình nhướng mày, giết chết cao thủ đạo cảnh, thú vị đấy. Thẩm Huyền Tông, chiến tích như vậy, trong Thái Hoàng giáo cũng không có tiền lệ. Anh ta có thể có thực lực này, có thể đã lĩnh ngộ được chương thứ 5 của Thái Hoàng cửu chương, thậm chí là chương thứ 6. Mắt Ngô Bình sáng lên, vậy sao? Có thể lĩnh ngộ được chương thứ 5, vậy đúng là rất lợi hại. Thẩm Huyền Tông, thời gian này, con cũng phải mau chóng tu luyện nội dung Thái Hoàng cửu chương đi, như vậy mới có thể biết địch biết ta. Ngô Bình gật đầu, vâng. Thật ra mấy người Thẩm Huyền Tông cũng không biết rằng Ngô Bình đã lĩnh ngộ được Thái Hoàng Đồ, 3 chương sau của Thái Hoàng cửu chương đối với cậu mà nói cũng không khó lắm. Chỉ là trong thời gian này, cậu vẫn không có thời gian tập trung tu luyện, bây giờ đúng lúc nghiêm túc một chút, tu luyện Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh trong Thái Hoàng Đồ đã lĩnh ngộ được. So với Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh, Thái Hoàng cửu chương chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ nhoi, nhưng cũng vì đã có Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh. Nên chuyện tu luyện Thái Hoàng cửu chương đối với cậu cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, chương thứ 6 của Thái Hoàng cửu chương đã bắt đầu xuất hiện vấn đề rồi, vì vậy cậu phải tiến hành những thay đổi cần thiết từ chương 6 đến chương 9. Sau khi trao đổi với 3 vị sư tôn xong, Ngô Bình quay về Ngũ Liên Phong. Lúc này, Thanh Ngưu đang bị mấy người vây quanh nói chuyện, mọi người đều rất tôn trọng anh ta. Mấy người này Ngô Bình đều biết, là Tinh Viêm, Tử Hy, Lãnh Thanh Huy,
Thu Nam, ngay cả chủ nhân Ngũ Liên Phong là Liễu Thi Thi cũng ở đó. Bởi vì Thanh Ngưu đến đây nên bọn họ đều biết Ngô Bình cũng ở Thái Hoàng Giáo, nên đều đến đây đợi cậu. Bọn họ rảnh rỗi không có gì làm nên lại nói chuyện với Thanh Ngưu. Không ngờ Thanh Ngưu chỉ tùy ý nói vài câu, mà đã khiến bọn họ lĩnh ngộ được nhấn vấn đề về đạo hành. Hơn nữa càng nghe kỹ, thì càng cảm thấy lời của Thanh Ngưu rất kỳ diệu, đã thông con đường tu hành của bọn họ. Ngô Bình đi đến, mọi người vội lên đón. Trưởng lão Ngô, Tử Hy cười nói, lâu như vậy rồi, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Ngô Bình nói, bây giờ trôi không phải trưởng lão, mà cũng là đệ tử Thái Hoàng Giáo như mọi người thôi. Bởi vì phải chấp nhận thách đấu với đệ tử trọng tâm chân Hoàng Tông, nên thân phận của Ngô Bình cũng thay đổi đôi chút, sau này cậu sẽ là đệ tử trọng tâm chính thức, như vậy mới có thể thay mặt Thái Hoàng Giáo thách đấu đối thủ. Tỉnh Viêm cười nói, vậy gọi anh là Ngô Sư Huynh. Liễu Thi Thi nói, có phải có liên quan đến chân Hoàng Tông không? Ngô Bình gật đầu, trưởng lão Liễu biết rồi sao? Đối phương hùng hổ đến, Thái Hoàng Giáo chắc chắn phải chuẩn bị toàn lực. Liễu Thi Thi cười nói có anh ở đây, chắc chắc không vấn đề gì. Sau đó, Liễu Thi Thi cho người chuẩn bị tiệc rượu, mọi người ăn uống no say, mãi đến đêm khuya. Đợi đến khi mọi người tản ra, Thanh Ngưu bỗng nói với Ngô Bình, cậu Ngô, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp để tu hành giai đoạn sau. Ngô Bình chợt động lòng, tu hành giai đoạn sau. Ý anh nói là, giai đoạn trước u hành ở Thánh Cổ Đại Lục, giai đoạn sau tu hành ở đây. Thanh Ngưu gật đầu, nơi này có thứ mà Thánh Cổ Đại Lục không có, nhưng nếu bàn về nền tảng thì hoàn cảnh ở Thánh Cổ Đại Lục vẫn thích hợp hơn. Ngô Bình, qua một thời gian nữa, tôi muốn đến Thánh Cổ Đại Lục tu luyện một thời gian. Thanh Ngưu, nền tảng của cậu rất vững, thậm chí so với một vài thiên kiêu mà tôi biết còn cứng cáp hơn nhiều. Ngô Bình, Thanh Ngưu, anh ở Thánh Cổ Đại Lục là yêu tộc sao? Thanh Ngưu, ở Thánh Cổ Đại Lục, yêu chỉ là một cách nói mơ hồ, cụ thể thì tôi là hoàng tộc trong yêu tộc. Tổ tiên của tôi chính là yêu hoàng, từng đi theo Tả Hữu Thánh Hoàng. Yêu hoàng là thế nào? Ngô Bình hỏi. Thanh Ngưu, Thánh Cổ Đại Lục vô biên vô hạn, trong đó tứ hoang chỉ địa là rộng nhất. Tổ tiên tôi là chủ nhân ở tứ hoang, được gọi là tứ hoang yêu hoàng. Dưới yêu hoàng, có 800 yêu vương, thực lực của mỗi yêu vương đều trên cơ tôi. Nói đến thực lực của Thanh Ngưu, Ngô Bình cười. Thanh Ngưu, thực lực của anh ở thế giới này thuộc cấp bậc nào? Chúng tôi được sư tôn cậu đưa đến đây, tôi đã âm thầm quan sát. Nếu tôi và ông ấy ra tay, tôi nắm chắc 7 phần đánh bại được ông ấy. Thanh Ngưu bình tĩnh nói, đấy là đã giảm bớt thực lực hiện tại của tôi rồi. Nếu tôi khôi phục tu vi hoàn thiện, thì nắm chắc sẽ đánh bại được lệnh sư. Ngô Bình sáng mắt, sư tôn của cậu là kiếm đạo chí tôn, Thanh Ngưu lại nói có thể đánh bại ông ấy, có thể thấy thực lực vô cùng đáng sợ. Cao thủ ở Thánh Cổ Đại Lục nhiều như mây, mạnh nhất không phải nhân tộc. Thật ra năm đó, Thánh Hoàng của nhân tộc các cậu cũng không phải mạnh nhất. Theo quan điểm tổ tiên tôi, Thánh Hoàng năm đó ở đại cảnh thứ 15. Mà lúc đó ở Thánh Cổ Đại Lục còn có cả cao thủ siêu cấp đại cảnh thứ 16. Ngô Bình giật mình, đại cảnh 16, đó là cảnh giới gì? Cậu đang ở trúc cơ, thật ra trúc cơ chính là đại cảnh giới thứ 3. Trên trúc cơ còn có luyện thể đại cảnh, luyện khí đại cảnh. Ngô Bình sáng mắt, nếu như vậy thần thông cảnh bên này đại khái sẽ tương đương với đại cảnh giới thứ mấy ở Thánh Cổ Đại Lục? Thanh Ngưu, tương đương với đại cảnh thứ 4 và một phần đại cảnh thứ 5. Nhưng quá trình tu hành hai bên rất khác nhau. Theo tôi biết, đạo cảnh bên này, của các cậu có lẽ tương đương với đại cảnh thứ 6 ở Thánh Cổ Đại Lục đến đại cảnh thứ 10. Còn cao thủ hỗn độn cảnh tiền kỳ bên này có thể đấu với cao thủ đại cảnh thứ 11. Đương nhiên, hỗn độn cảnh gần như cũng có rất nhiều cảnh giới, hai bên trăm sông đổ về một biết, con đường tu hành cuối cùng cũng không khác nhau lắm. Ngô Bình, anh thì sao, đại cảnh thứ mấy? Thanh Ngưu, xem như là đại cảnh thứ 7 đi. Nếu không phải bị đám kẻ xấu kia đánh lén thì có lẽ tôi đã đột phá đến đại cảnh thứ 8 rồi. Ngô Bình cũng tiếc hận thay anh ta, anh có thể làm lại. Không sao. Nói chuyện với Thanh Ngưu một lúc, cậu lại quay về phòng luyện công nghiên cứu Thái Hoàng Cửu Cương. Chẳng mấy chốc cậu đã học được 5 chương đầu, thậm chí nền tảng còn được thăng hoa. Thái Hoàng Cửu Chương, đan xen lẫn nhau, phía trước học hết thảy đều là đặt nền tảng cho những thứ phía sau, giống hệt từng cái, cuối cùng xây dựng thành một tòa lầu. Thiếu bất kỳ một chương nào thì Cửu Chương cũng không thể tu hành được.
Vì vậy, Ngô Bình buộc phải chỉnh sửa chương thứ 6, nhưng chắc chắn đây là một việc rất rắc rối. Vì thế, thời gian sau đó cậu vừa tu luyện vừa chỉnh sửa chương thứ 6. Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh đối với nền tảng của cậu cũng giúp ích rất nhiều trong việc chỉ dẫn. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, Ngô Bình tích lũy đủ nhiều, cuối cùng hôm nay cũng đột phá đến bí thiên cảnh. Bí thiên cảnh dùng chân phù làm nền tảng, mượn các loại sức mạnh, thế trận, minh văn, hội phù trong đất trời. So ra mà nói thì bí pháp cảnh cũng được, chân phù cảnh cũng được, tuy uy lực không yếu, nhưng chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ bản thân. Bí thiên cảnh thì mượn từ đất trời để bản thân dùng, uy lực lập tức sẽ tăng lên gấp 100.000 lần. Chắc chắn đây sẽ khiến thực lực tăng vọt, thay đổi về chất. Trong người Ngô Bình có 3 chân phù, thất tỉnh trảm đạo phù, cửu cung thiên cơ phù, mục hủ cấm kỳ phù. 3 phù này, có thất tinh và cửu cung làm chủ, 2 chân phù có thể truyền lệnh đến rất nhiều sức mạnh khắp đất trời. Ví dụ như với thất tỉnh trảm đạo phù, Ngô Bình có thể mượn dùng sức mạnh thất tinh, cửu cung thiên cơ phù thì khá thần bí, có thể mượn được nhiều sức mạnh nhất, sức mạnh sấm sét, sức mạnh từ gió, sức mạnh từ đất, đều có thể mượn cải. Ngay cả mục hủ cấm kỳ chân phù cũng có thể mượn sức mạnh sinh mạng. Bản thân mục giữa sẽ ăn mòn sinh mạng, vì vậy nó có thể mượn sức sống của vạn vật để bản thân dùng. Khi Ngô Bình đột phá đến bí thiên cảnh, thiên chỉ bí lực phát huy tác dụng rất lớn. Ban đầu khi cậu lĩnh ngộ được thiên chỉ bí lực đã trải sẵn đường cho việc tu gạch dưới hành hôm nay, nên bây giờ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đột phá tu hành cũng là để mở mang tư duy của Ngô Bình. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm được hướng để chỉnh sửa chương thứ 7 Thái Hoàng rồi. Phải biết rằng, ngay cả tổ sư Thái Hoàng cũng chưa từng tu luyện chương thứ 7 Thái Hoàng, tất cả chỉ là vô tình suy nghĩ mà ra thôi. Nhưng Ngô Bình lại cải tiến nó rồi mới tu luyện. Chớp mắt lại trôi qua nửa tháng, Ngô Bình không ra khỏi cửa, ngày đêm không nghỉ, lúc này mới chỉnh sửa xong chương thứ 7. Đương nhiên, sửa xong một chương này thì cậu cũng đã luyện được 7 chương đầu của Thái Hoàng cửu chương. Ngay hôm Ngô chỉnh sửa xong toàn bộ Thái Hoàng cửu chương, Liễu Thi Thi đến thăm hỏi, cười nói, cậu Ngô chuẩn bị thế nào gì? Ngô Bình say mê tu luyện, không biết đã qua bao lâu bèn hỏi, người của Chân Hoàng Tông đã đến rồi sao? Đã đến được 2 ngày rồi, Liễu Thi Thi nói, vẻ mặt có chút khó chịu, đệ tử Hạ Tông và trưởng lão rất kiêu ngạo, khiến toàn bộ Thái Hoàng giáo đều tức giận. Ngô Bình cười nói như vậy là vẫn chưa so tài, xem ra tôi vẫn chưa bỏ lỡ. Liễu Thi Thi thở dài một hơi, tuy vẫn chưa chính thức thách đấu, nhưng các đệ tử đều âm thầm ra tay vài lần rồi, bên Thái Hoàng giáo có mấy người bị thương nặng, trong đó có cả Tình Viêm. Ngô Bình sững người, Tình Viêm bị thương sao? Liễu Thi Thi, hôm đó mấy người Tử Hy chạm mặt với 3 đệ tử Chân Hoàng Tông, có một nam đệ tử trong đó khinh bạc vô lễ với Tử Hy, Tình Viêm quát mắng, kết gạch dưới quả hai bên xảy ra xung đột, Tình Viêm bị đánh trọng thương. Mấy người bọn họ còn định âm mưu quấy rối Tử Hy nữa, nếu không phải có trưởng lão đi qua thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nói đến đây, Liễu Thi Thi cắn răng cắn lợi, đám người không được dạy dỗ này, cậu Ngô nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận. Ngô Bình im lặng mấy giây, đi xem Tinh Viêm và Tử Hy trước đã. Tại sân viện Tinh Viêm ở, Ngô Bình vừa vào cửa đã thấy mấy người Tử Hy và Thu Nam. Từ hôm qua đến bây giờ, bọn họ đều ở đây chăm sóc Tinh Viêm. Lúc này Tỉnh Viêm đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nề. Ngô Bình vừa nhìn đã biết anh ta trúng thủ đoạn thần thông rất lợi hại. Sư huynh, Tinh Viêm gượng cười, cuối cùng cũng ra rồi. Thấy thế nào rồi, Ngô Bình hỏi. Tử Hy đỏ mắt nói, Tỉnh Viêm vì tôi nên mới bị mấy tên khốn kia đánh. Bọn họ thực vô sỉ, rõ ràng Tỉnh Viêm bị đánh ngã dưới đất rồi mà bọn họ còn muốn ra tay. Ngô Bình, mấy chuyện này sau lại nói tiếp. Cậu ngồi bên cạnh, vươn tay ấn vào mạch Tỉnh Viêm. Sau đó, cậu vung tay bắt lấy trên không, sức mạnh cửu dương hóa cấm trong người sục sôi, trên người Tỉnh Viêm xuất hiện bóng người màu xám, chậm chậm bay lên, cuối cùng bay đến trên không. Nhìn thấy bóng người màu xám này, mọi người đều rất kinh ngạc, vội hỏi đây là gì. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, đây là một thủ đoạn rất ác độc, có thể giữ lại năng lượng tiêu cực trong người đối phương, không ngừng rút sạch sức sống. Nếu không phải tôi tới thì Tỉnh Viêm cũng không sống nổi qua 7 ngày. Nói xong, cậu vung tay, bóng người màu xám kia lập tức ngưng tụ thành một giọt mực, bị Ngô Bình thu về. Sắc mặt Tinh Viêm lập tức khôi phục, chỉ là trông vẫn còn khá yếu. Ngô Bình vung tay trên không,
cây cối trên núi đối diện đều rung chuyển, vô số luồng sáng xanh từ trên cây bay ra, sau đó ngưng tụ thành một khối sáng xanh lục. Trên không, đây chính là sức mạnh sinh mạng. Sau đó, Ngô Bình đưa khối sáng này vào trong ngực Tỉnh Viêm run người, sắc mặt lập tức hồng hào trở lại. Đói quá, Tinh Viêm bỗng nói, ánh mắt sáng rực màu xanh lục. Ngô Bình, không sao rồi, đói cũng bình thường thôi, đi ăn gì đi. Cảm ơn sư huynh, Tinh Viêm lập tức nhảy xuống giường, chạy ra sau bếp tìm đồ ăn. Mọi người đều tấm tắc, Tử Hy cười nói, sư huynh vừa đến thì mọi chuyện đều được giải quyết. Ánh mắt Liễu Thi Thi sáng rực, hỏi thủ đoạn cậu Ngô thi triển là của bí thiên cảnh sao? Thủ đoạn kiểu lấy trực tiếp sức sống của sinh vật thế này, tuy tôi từng nhìn thấy nhưng không thể tỉnh xảo và khí thế được như cậu Ngô được. Ngô Bình, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Thế còn mấy người đánh Tinh Viêm bị thương ở đâu vậy? Tử Hy lập tức nói, bọn họ đều ở Tiểu Ất Phong, có mấy chục đệ tử chân Hoàng Tông và trưởng lão đều ở đó. Ngô Bình nói, đợi Tỉnh Viêm ăn no rồi chúng ta đến Tiểu Ất Phong một chuyến. Chúng ta bị đánh thì phải trả lại gấp 10 lần. Nghe Ngô Bình nói thế, mọi người đều gật đầu. Không lâu sau, Tỉnh Viêm cầm một con gà nướng đi ra, vừa đi vừa nói, sư huynh, đi giết chúng. Mấy ngày nay, rất nhiều đệ tử Thái Hoàng giáo, trong đó có mấy người Tinh Viêm đều đang kiềm chế cơn tức giận. Bên trên yêu cầu họ cố gắng không xảy ra xung đột, dù sao mấy đệ tử Hạ Tông này cũng có thể coi là người của mình. Nhưng người Hạ Tông ai cũng kiêu ngạo, ngược lại càn khôn lại xem thường đệ tử Thượng giáo. Ở Tiểu Ất Phong, mười mấy đệ tử chân Hoàng Tông đang tụ tập trong sân uống rượu nói khoác, bên cạnh còn có mấy đệ tử tạp dịch họ dẫn đến để hầu hạ. Đám người này đều là đệ tử tài giỏi của chân Hoàng Tông, hoặc là đệ tử chân truyền, có địa vị rất cao trong Tông. Lúc này, một đệ tử tinh anh cười nói, hôm qua tôi đang đi dạo xuống núi thì gặp một đệ tử nữ Thái Hoàng giáo, tôi kéo cô ta vào rừng tre bên cạnh, tận hưởng rất vui vẻ. Đệ tử tinh anh này vô cùng đắc ý, người xung quanh đều ồ lên một trận. Sư huynh Quách làm tốt lắm, đám đệ tử Thái Hoàng giáo này tự cho rằng mình là nhất, nhưng tôi nghĩ chúng chỉ có thế thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ngủ với các đệ tử nữ, trưởng lão nữ của Thái Hoàng giáo, sử dụng tài nguyên của chúng, ha ha. Đám người này đều bật cười thật lớn như đám thổ phỉ, ánh mắt đều là vẻ phấn khích. Buồn cười lắm sao, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh đám người này. Sư huynh Quách này ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi híp mắt lại nhìn hướng phát ra âm thanh. Ngô Bình và mấy người Tử Hy, Tinh Viêm đứng ở đó, cũng không biết đến từ lúc nào. Sư huynh Quách đó sầm mặt ni ai? Các người là... Ngô Bình lạnh nhạt nói, Tiểu Ất Phong là địa bàn của Thái Hoàng giáo, bọn tôi đến đi dạo. Ánh mắt vị này sư huynh Quách nhìn Tử Hy, sau đó cười nói, thì ra là người đẹp cô à, sao nào, hôm qua không ngủ được với tôi, hôm nay hối hận rồi nên mới đến đây gặp tôi à. Bốp! Sư huynh Quách này còn chưa nói xong, Ngô Bình đã bước đến tát hắn một cái, mặt sư huynh Quách bị đánh lệch sang một bên. Đồng tử lồi ra ngoài, xương hàm vỡ vụn, răng văng ra ngoài. Cả người sư huynh Quách co giật, máu liên tục chảy ra từ trong miệng, có vẻ bị thương không nhẹ, ý thức đã mơ hồ. Cái tát đó Ngô Bình đã sử dụng sức mạnh của thất tỉnh trảm đạo và kiếm thương hồn, không chỉ đánh vào cơ thể hắn mà còn làm tổn thương thần hồn của đối phương. Những đệ tử khác của chân Hoàng Tông đều vừa hoảng sợ vừa tức giận, đồng loạt đứng lên ra tay. Một bàn tay đen xì từ dưới đất lao tới. Tóm lấy cổ chân của Ngô Bình. Ngô Bình dậm chân, tạo ra sức mạnh cửu dương hóa cấm đáng sợ, bàn tay đen vỡ vụn, người ra tay hét lên, phun ra một ngụm máu. Sau đó tay phải cậu tóm lấy lưỡi kiếm, bẻ gãy thân kiếm, sau đó đá một cú khiến người cầm kiếm văng ra xa. Những lúc này lại có một trưởng và một quyền, ba lưỡi đao lao về phía cậu. Keng! Cậu khẽ hô lên một tiếng, 10.000 đôi bàn tay quỷ tấn công. Cái khiên mặt quỷ màu vàng xanh bốn mặt xuất hiện xung quanh cậu, mặt quỷ gào lên đầy giận dữ khiến vài người chóng mặt hoa mắt, thần hồn chấn động. Vũ khí và quyền trưởng đánh vào người Ngô Bình đều bị đánh văng ra xa. Hóa ra cậu không chỉ được tấm khiên mặt quỷ bảo vệ, mà còn có sức phản công của một thanh kiếm trắng bạc. Ba vũ khí có hai thanh xuất hiện vết nứt, người tấn công bị gãy xương ngón tay, ai cũng kêu thảm thiết. Ngô Bình mặt không cảm xúc nói, các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đám người vừa sợ vừa tức giận, còn chưa kịp phản bác thì Ngô Bình đã tấn công. Chỉ thấy tay phải của cậu bấm tay,
30.000 đôi tay quỷ trong cơ thể cũng đang bấm tay giống cậu, sau đó hét lên, Hoàng Dụ, quỳ xuống. Tất cả đệ tử chân Hoàng Tông ở đó đều quỳ xuống đất, họ đều lộ ra vẻ sợ kinh hoàng, đây là thế nào? Hóa ra Ngô Bình đang thi triển chiêu thức của Thái Hoàng Ngũ Trương Hoàng Dụ. Hoàng Dụ vừa xuất hiện thì có thể cộng hưởng với khí thức của các hoàng giả nhân tộc từ xưa đến nay, tạo nên sự trấn áp tinh thần với kẻ thù, buộc họ phải làm theo mệnh lệnh của Hoàng Dụ. Hoàng Dụ, tát vào mồ mồ, Ngô Bình nói tiếp. Đám người này đều giơ tay lên, đánh mạnh vào mặt mình. Hoàng Dụ này rất khó thi triển, nếu Ngô Bình không đạt tới cảnh giới bí thiên, có thể mượn sức mạnh của trời đất thì cũng không thể thực hiện được chiêu thức siêu phàm như vậy. Tử Hy lấy một miếng bùa ngọc ra, quay lại cảnh tượng này một cách hoàn chỉnh. Đám người này giơ tay lên liên tục tát vào miệng mình, cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Hoàng Dụ. Sau đó, Ngô Bình giơ tay phải lên chỉ về phía xa, một màn sương mù xuất hiện, cậu thi triển chiêu thức của cảnh giới huyền thiên mộng, đưa ý thức của đám người này vào trong mộng, để họ trải qua hàng ngàn lần luân hồi, vô số đau khổ, mỗi kiếp đều bị giày vò. Thoáng chốc vẻ mặt của đám người này trở nên vặn vẹo, sau đó đông cứng lại, cả người như mất đi linh hồn, ngây người đứng đó như tượng. Tinh Viêm tò mò nhìn đám người này hỏi, sư huynh, chúng sao thế? Ngô Bình thản nhiên nói, sau khi trải qua hàng ngàn kiếp tra tấn trong mộng cảnh, chúng phải nếm trải mọi nỗi đau trên đời hàng vạn lần. Da đầu Tỉnh Viêm tê cả lại, hàng ngàn vạn lần. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ chết sớm quá. Tự sát không có tác dụng, chúng sẽ không chết trong ảo ảnh. Sau khi chết cũng sẽ sống lại, sau đó trải qua đau đớn gấp đôi. Tử Hy thở dài, những người này thật quá đáng. Tôi thật không hiểu chân Hoàng Tông sao lại có thể thu nhận những người như vậy làm đệ tử xuất sắc chứ. Ngô Bình, với tông môn bên dưới, chỉ cần có tư chất tốt thì ra sức đào tạo, phẩm chất của đệ tử thế nào tính sau. Đúng lúc này, một bóng người bay tới từ đằng xa, ông ta nhìn thoáng qua hiện trường, sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị hỏi mấy người Ngô Bình các người đang làm gì vậy. Ngô Bình nhìn người này hỏi, ông là ai? Người này tức giận nói, tôi là Ngô Nghĩa Châu, thượng trưởng lão của chân Hoàng Tông. Ngô Bình, trưởng lão Ngô, đám người này đánh đệ tử Thái Hoàng giáo tôi, nhục mạ đệ tử nữ, theo quy định đệ tử môn phái bọn tôi thì nên giết. Nhưng xét thấy họ đều là nhân tài của chân Hoàng Tông, tôi chỉ trừng phạt nhẹ thôi, chỉ giết chết mấy tên thủ lĩnh tàn ác thôi. Cậu dám? Trưởng lão này nổi giận, tiến đến một bước, khí tức cảnh giới thần thông ập đến. Ngô Bình không hề sợ hãi. Bướm ma thái cổ trong bảy bí khiếu đều nhảy nhót, khí tức hung hãn bộc phát. Ngô Nghĩa Châu chắp hai tay lại, sau lưng ông ta xuất hiện một tấm bia ánh sáng cực lớn, trên đó khắc 23 văn tự hoàng khí ngút trời. Đây chính là một trong những chiêu thức trong tam chương của Thái Hoàng, tượng đài hoàng đế trấn áp thiên hạ. Thật ra là suy tưởng ra một bia hoàng, trên đó có viết chiếu chỉ, từ đó sinh ra uy lực to lớn. Nhưng tu hành của Ngô Nghĩa Châu khá bình thường. Trên bia chỉ có 23 chữ, hơn nữa chữ rất mờ, uy lực có hạn. Ngô Bình khinh thường nói, ông là thượng trưởng lão mà luyện Thái Hoàng cửu chương kém cỏi như vậy, đúng là khiến người khác thất vọng. Cậu vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng am lớn, trên đầu cậu xuất hiện một cái tán cây khổng lồ, che khuất bầu trời, dưới tán cây ba hư ảnh của các vị hoàng đế cổ đại xuất hiện, khuôn mặt khá mờ, hoàng khí ngút trời trấn áp cả bầu trời. Chiêu này là chiêu thức chương 6 trong Thái Hoàng cửu chương, tên là Ba Hoàng hội tụ. Ba Hoàng vừa xuất hiện, mỗi người đều như đang nói gì đó, âm thanh của đại đạo chấn động tứ phía, yêu ma trong thiên hạ đều sợ hãi, thần hồn đều lặng thinh. Nhưng vào lúc này, bóng dáng Thánh Hoàng trong tầng thứ 5 của tháp thiên mệnh bỗng nhiên mở mắt, bóng của ba vị Hoàng thoáng chốc tỏa sáng chói mắt. Toàn bộ chân Hoàng tiên giới có một số chỗ chấn động kịch liệt như có một vị cực kỳ khủng bố đang thức tỉnh. Trong đầu Ngô Bình vừa nghĩ, lúc này ý thức của cậu dường như đã kết hợp làm một với thiên tôn cổ hoàng trên đỉnh đầu. Cậu lập tức nhận ra những nơi chấn động một cách khác thường kia và ghi nhớ. Bùm! Vị hoàng đằng sau Ngô Nghĩa Châu thoáng chốc nát bấy, hóa thành vô số lồng khí hoàng bị bóng của ba. Vị hấp thu, còn anh lại quỳ dạp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn bóng của ba vị hoàng trên không. Ba vị hoàng đồng loạt xuất hiện, sao có thể thế được? Phải biết rằng, đến cả tổ sư Thái Hoàng hồi đó cũng không thể khiến ba vị hoàng đồng loạt xuất hiện. Bởi vì khi ba người họ cùng xuất hiện đồng nghĩa với việc Ngô Bình đã được ý chí của cổ hoàng có mặt trên khắp thế gian này công nhận.
Ngô Bình nhàn nhạt hỏi, chút tu vi ấy của anh mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Ngô Nghĩa Châu run rẩy rồi cúi gằm đầu xuống với Ngô Bình, xin cậu thứ tội. Đứng lên rồi nói, Ngô Bình nhàn nhạt nói. Ngô Nghĩa Châu không dám đứng dậy, vẫn quỳ dưới đất, run rẩy nói, thưa cậu, nếu mấy người thật sự làm những chuyện ấy thì cậu xử lý như thế nào cũng không quá. Ngô Bình vung tay lên, đám người kia lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh, cả đám mặt mày đờ dẫn, ánh mắt dại ra không chút cảm xúc. Ngô Nghĩa Châu thấy thế thì hoảng sợ, nghĩ bụng đám chết tiệt này chọc ai không chọc, chọc phải anh tài có thể khiến ba vị hoàng đồng loạt xuất hiện. Lúc này, Ngô Bình đã tiếp nhận ba vị hoàng, sau đó nói, giữ đầu sỏ lại, những người còn lại đuổi khỏi Thái Hoàng giáo. Nếu dám ở lại, giết chết không tha. Vâng. Chẳng mấy chốc, Ngô Nghĩa Châu dẫn theo đám người ngoài Quách sư huynh kia rời khỏi Tiểu Ất Phong, sau đó trực tiếp trở về chân Hoàng Tông. Còn Quách sư huynh kia thì Ngô Bình đã bảo Tinh Viêm đưa gã xuống nhà giam, tạm thời giam giữ, chờ sau khi khiêu chiến kết thúc sẽ xử tội gã sau. Cấp cao của hai bên đều không có phản ứng gì đối với chuyện xảy ra bên này, Thái Hoàng giáo không hỏi, chân Hoàng Tông cũng mặc kệ. Ngô Bình giải quyết xong chuyện này bèn hỏi, khi nào thì khiêu chiến bắt đầu? Tử Hy ngó thời gian rồi đáp, xế chiều nay còn có một trận chiến, còn lại khoảng nửa tiếng nữa đó. Ai là người nhận khiêu chiến đầu tiên? Ngô Bình hỏi. Xu Thiên, Tử Hy đáp, là anh ta, Ngô Bình gật đầu, đến xem thử đi. Thời gian quay trở lại mười mấy phút trước, trung tâm Thái Hoàng giáo có một ngọn núi chiếm diện tích trăm mẫu lơ lửng trên không. Bên trong có trận pháp khiến cho linh khí ở nơi này sung túc, mọc vô số tiên dược quý hiếm. Mà giờ phút này, các lãnh đạo của Thái Hoàng giáo và Chân Hoàng Tông đều ngồi chung với nhau, trước mặt họ là một cái bàn ngọc, bên trên đặt một ít trái cây và bánh ngọt, mỗi loại đều thuộc hàng hiếm. Bên cạnh là những nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp rót rượu gắp thức ăn cho họ. Tông chủ Chân Hoàng Tông là một người đàn ông râu tím, dáng người cao to, hai hàng lông mày dài rậm, quanh người tràn ngập khí thế. Bên cạnh là giáo chủ Thái Hoàng giáo, ông ta cười ha ha nói, Hùng sư đệ, lần trước sau khi tạm biệt thì đã qua trăm năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh ghê. Tông chủ Chân Hoàng Tông kia tên là Hùng Phi Kinh, hồi đó từng cạnh tranh chức giáo chủ với giáo chủ Thái Hoàng giáo, cuối cùng lại thua. Ông ta không cam lòng, trong cơn giận dữ đã rời khỏi chức trưởng lão chủ chốt đi xuống một chỉ nhánh của tông môn. Ông ta quản lý tông môn rất khá, ngắn ngủi mấy trăm năm mà Chân Hoàng Tông đã nhanh chóng phát triển. Hùng Phi Kinh cười ha ha nói, Nam sư huynh, bản thân tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, vì chờ ngày này mà tôi đã nhịn mấy trăm năm rồi đó. Vẻ mặt giáo chủ Thái Hoàng giáo vẫn như thường, cười bảo, Hùng sư đệ, đệ vẫn y như hồi đó, vẫn thiếu kiên nhẫn ghê. Hùng Phi Kinh cười khà khà hỏi, hay là sư huynh hối hận? Giáo chủ Thái Hoàng giáo khẽ thở dài, tôi không phải là hối hận, mà chỉ lo lỡ đệ thua thì lại chịu đả kích, rồi ảnh hưởng tới đạo tâm. Hùng Phi Kinh nheo mắt lại nói, cảm ơn sư huynh đã quan tâm, lần này tôi chắc chắn sẽ không làm huynh thất vọng. Giáo chủ Thái Hoàng chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, mọi người thấy phía Tiểu Ất Phong xuất hiện ba bóng người cổ hoàng cao tới cả mấy chục ngàn mét. Ở trước mặt họ, những dãy núi trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Uy áp khủng bố chút xuống, khiến cho mọi người muốn cúng bái và đều sửa sang lại quần áo. Nguồn gốc của Chân Hoàng tiên giới có liên quan đến cổ hoàng. Ngọn nguồn của chín chương Thái Hoàng mà Thái Hoàng Hoàng giáo tuấn luyện cũng có liên quan tới cổ hoàng. Hùng Phi Kinh kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía giáo chủ Thái Hoàng, tên kia ra vẻ bình tĩnh, vẻ mặt suy tư khó lường. Sư huynh giấu kín thật, trong giáo thế mà có người u luyện chín chương Thái Hoàng tới tầng thứ 6, còn đạt được thành tựu, ba hoàng hội tụ, mà ngay cả sư tổ cũng không làm được, Hùng Phi Kinh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Thực tế, giáo chủ Thái Hoàng cũng tò mò, rốt cuộc là ai mà lại có thủ đoạn cỡ đó. Ông ta vô cùng hiểu biết các cao thủ trong giáo, hoàn toàn không có ai có thể tìm hiểu được đến chương 6 của Thái Hoàng, đến cả ông ta cũng không thể làm được. Lẽ nào là cậu ta? Trong lòng giáo chủ Thái Hoàng chợt nghĩ đến một người, nở nụ cười nói, Hùng sư đệ có biết tại sao lúc trước giáo chủ lại tuyển tôi làm người kế nhiệm không? Hùng Phi Kinh cười lạnh nói, bởi vì huynh giỏi nịnh bợ nhất, còn ra vẻ người tốt. Giáo chủ Thái Hoàng lắc đầu, bởi vì tôi có lòng rộng lượng. Lịch sử Thái Hoàng giáo đã rất lâu đời, nếu muốn phát triển mãi không xuống dốc thì nhất định phải có lòng rộng lượng.
Nếu không chấp nhận nổi người mạnh và giỏi hơn mình thì tông môn chắc chắn sẽ xuống dốc. Mà sư đệ lại không thể làm được điều đó. Hùng Phi kinh hừ thật mạnh nói, huynh đừng có ra vẻ nói như thế trước mặt tôi, điều đó có thể lừa người khác chứ tôi thì không ấp tín nghĩa một chữ nào hết. Giáo chủ Thái Hoàng khẽ thở dài nói, mong sao sau khi trải qua chuyện này, sư đệ có thể hiểu được. Hùng Phi kinh nghẹn một cơn tức trong lòng, nói, giáo chủ, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, để bọn nhỏ lên đài so đấu đi. Ông ta vừa nói xong, bên phía chân Hoàng Tông đã có một người đàn ông tóc đen bước ra, hai con ngươi đen kịt, mặc một chiếc áo giáp mềm mại màu đen, trong ai xách theo một cây đao dài nhỏ, thân đao quấn quanh hai luồng sáng xanh đỏ. Màu xanh là linh hồn một con rồng, mà đỏ là một con phượng hoàng. Giáo chủ Thái Hoàng thấy thanh đao đó thì nhàn nhạt nói, đao Long Phượng, đây là bảo vật của Long Phượng song tôn khi xưa, không ngờ lại rơi vào trong tay sư đệ. Hùng Phi Kinh, đứa nhỏ kinh vô trần này có ngộ tính rất cao, cậu ta đã tìm hiểu được thiên đao bí duyên. Thế nên, tốt nhất là huynh nên cử đệ tử nào ra hồn chút, chứ không sẽ bị một đao chém chết đó. Xu Thiên ngồi phía sau giáo chủ Thánh Hoàng không xa, sắc mặt anh ta âm trầm rồi chậm rãi đứng lên. Nhưng mà, giáo chủ Thái Hoàng cũng không có nhìn anh ta mà chỉ nhàn nhạt nói, sư đệ, Thái Hoàng giáo. Mới thu một đệ tử mới, để cậu ta đến chỉ dạy cho các sư đệ của đệ đi. Hùng Phi Kinh nhướng mày, ý huynh là đệ tử tên Ngô Bình kia. Tôi cũng có nghe nói, nhưng so với Kinh Vô Trần thì cậu ta chẳng đáng là gì. Chắc có lẽ sư huynh còn không biết nhỉ. Lúc Kinh Vô Trần sinh ra đã chiếm được số mệnh của chân hoàng tiên giới. Trái tim của giáo chủ Thái Hoàng giáo chợt hãng một nhịp, vậy ư? Hồi đó cổ hoàng trấn áp số mệnh của giới này đã có 12 lồng số mệnh chạy thoát, không ngờ đứa nhỏ Vô Trần kia có thể nhận được một trong số đó, kia quả thật là cơ duyên trời ban. Hùng Phi Kinh khó nén vẻ đắc ý nói, vậy sư huynh cảm thấy, đứa con của số mệnh sẽ thua bởi một người bình thường. Giáo chủ Thái Hoàng cười. Không có cãi lại lời ông A mà nói, cậu ta đến rồi. Lúc này, mấy người Ngô Bình đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, chắp tay chào giáo chủ và những người có chức vị quan trọng khác rồi đứng sang bên xem trận chiến. Giáo chủ Thái Hoàng cười bảo, Ngô Bình, người này là Hùng Phi Kinh Tông chủ chân Hoàng Tông và là sư đệ của tôi. Ngô Bình khom lưng chào Hùng Phi Kinh, xin chào Tông chủ. Hùng Phi Kinh đánh giá Ngô Bình, trong lòng bỗng bồn chồn, mơ hồ có một cảm giác không tốt. Không nhịn được hỏi, cậu có thấy cảnh tượng ba vị hoàng đồng loạt xuất hiện hiếm có ban nãy không? Tinh Viêm đứng cạnh không kiềm được nói, ba vị hoàng đồng loạt xuất hiện là do Ngô sư huynh của chúng tôi làm. Câu đó vừa nói ra thì mọi người có mặt ở đây đều hoảng sợ, những người giữ chức vụ quan trọng trong Thái Hoàng giáo vừa mừng vừa sợ. Cho dù là giáo chủ, Thái Hoàng luôn chín chắn đáng tin mà lúc này cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Sắc mặt Hùng Phi Kinh lập tức trở nên hết sức khó coi. Trong lòng ông ta chỉ có một giọng nói đang không ngừng lặp đi lặp lại đó là không thể nào, tuyệt đối không thể thế được. Giáo chủ Thái Hoàng giáo cười ha ha, nói, khá lắm. Hôm nay mấy đệ tử trong tông muốn trao dồi thêm với các cậu, cậu có hứng thú tham gia không? Ngô Bình nói, gần đây đệ tử thường xuyên luyện tập, đang muốn khởi động gân cốt, nếu có thể trao dồi với các sư đệ trong tông thì còn gì bằng nữa. Xu Thiên ở phía sau, tâm trạng rối bời. Anh ta vừa thất vọng lại vừa thấy nhẹ nhõm. Mấy ngày trước, anh ta đã cho người đi nghe ngóng về tình hình của Kinh Vô Trần, sau khi cẩn thận so sánh, anh ta cảm thấy mình không nằm được phần thắng nào. Nếu dốc toàn lực thì nhiều lắm cũng chỉ nằm được 20-30% là có thể hòa. Còn việc đánh bại Kinh Vô Trần thì anh ta không dám mơ tưởng. Hùng Phi Kinh bình thản đáp, cậu ta cũng là một thiên tài, nếu Vô Trần đánh bại cậu ta thì e rằng sẽ hút hết khí vận của cậu ta đó. Sư huynh, đến lúc đó đừng hối hận đó. Giáo chủ Thái Hoàng giáo bình thản nói, sư đệ, nếu Ngô Bình thẳng, chẳng phải kết quả cũng như nhau sao? Họ đều là con cưng của trời, cứ nghe theo ý trời thôi. Thật ra Hùng Phi Kinh hơi giả tạo, mặc dù Kinh Vô Trần may mắn nhưng Ngô Bình lại là người có ngộ tính nghịch thiên, vượt cả sư tổ, so ra thì Kinh Vô Trần còn kém hơn Ngô Bình một chút. Lúc này, ông ta nhìn sang Kinh Vô Trần, mặt Kinh Vô Trần không chút cảm xúc. Anh ta từ từ bước ra, đi vào giữa đám đông, rõ ràng anh ta vẫn rất tự tin về bản thân mình. Hùng Phi Kinh thở phào, thái độ của Kinh Vô Trần một lần nữa khiến ông ta tự tin hơn, ông ta hạ giọng nói, Vô Trần, nếu hôm nay con đánh bại được Ngô Bình thì sau này con sẽ là đệ tử số 1 của Thái Hoàng giáo. Giáo chủ Thái Hoàng giáo thì cười,
nói với Ngô Bình, Ngô Bình, cố hết sức, giữ an toàn. Có thể thấy tâm thái của hai bên hoàn toàn khác nhau, giáo chủ Thái Hoàng giáo chỉ hy vọng Ngô Bình được bình an, còn Hùng Phi Kinh thì lại muốn giành phần thẳng, vì ông ta không thể thua. Đột nhiên, ba luồng kiếm quang từ trên trời chiếu xuống, ba vị kiếm đạo chí tôn là Thẩm Huyền Tông, La Vô Phi, Âu Dương Thiên Tế xuất hiện. Tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ và mời ba người đến vị trí ngồi trang trọng nhất. Đến cả Hùng Phi Kinh cũng vô cùng kính trọng, chào ba người họ bằng lễ nghi của người bề dưới. Đồ Nhi, phát huy cho tốt nhé. Thẩm Huyền Tông cười, nói. Ngô Bình gật đầu nhẹ, quay người đi về giữa, đứng trước mặt Kinh Vô Trần. Lúc này, hai người họ chỉ cách nhau 10 bước, ánh mắt Kinh Vô Trần thoáng vẻ lạnh lùng. Anh cũng có chút thú vị đó. Kinh Vô Trần bình thản nói, nhưng so với tôi thì anh chẳng là gì. Người đó cực kỳ tự tin, dù biết Ngô Bình có thể đạt đến Tam Hoàng Tề Lâm nhưng anh ta vẫn cảm thấy Ngô Bình chẳng là gì. Ngô Bình, nói những lời này có ích gì? Đánh đi rồi mới biết anh mạnh ai yếu. Một luồng khí tức kinh người bộc phát từ trên người Kinh Vô Trần, mọi người cảm thấy khí tức đó rất kỳ lạ nhưng Ngô Bình thì lại giật mình. Sức mạnh cấm kỵ, Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm, cậu có thể cảm nhận được rất rõ trong cơ thể của đối phương có một luồng sức mạnh cấm kỵ không hề yếu, có lẽ sức mạnh cấm kỵ đó là cấm kỵ tiểu thiên. Nếu là trước đây, Ngô Bình gặp phải loại cấm kỵ này thì nhất định sẽ rất đau đầu. Nhưng bây giờ cửu dương hóa cấm của cậu đã luyện hóa thành cấm kỵ đại thiên, cấm kỵ tiểu thiên còn con đó có đáng là gì? Chói! Kinh Vô Trần chỉ về phía Ngô Bình, một luồng sức mạnh kỳ lạ hình thành giữa hư không, chói chặt lấy Ngô Bình khiến cậu không thể động đậy. Mỗi một thớ thịt trên tay chân cậu đều không thể cử động, đến cả suy nghĩ cũng chậm lại. Kinh Vô Trần giơ đao long phụng lên, từ từ tiến về phía Ngô Bình, càng lúc càng tiến đến gần, 8 bước, 7 bước rồi 6 bước. Lúc này, anh ta chỉ cần giơ đao lên và chém thì sẽ có thể lấy mạng được Ngô Bình ngay. Ngô Bình vẫn còn đang cảm nhận sức mạnh trói buộc đó, cậu cảm giác luồng sức mạnh đó không quá mạnh, chỉ cần dùng đến cấm kỵ chân phù thì cậu đã có thể phá được sự trói buộc đó rồi. Mở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 202.